Nhưng nó một tháng được 21 kg, 2 cân thịt, 2 cân đường, lại có cả tiêu chuẩn bột ngọt. Cái bột ngọt ngoài này chúng ta sợ, nhưng mà hồi đó ở nước Việt Nam nó quý lắm ạ. Lại có cả tiêu chuẩn bột nước, thành ra coi như là no lòng. Vì thế cho nên là thoát khỏi cái cảnh bùn lầy nước đọng, đói khổ triền miên như vậy, thanh niên Việt Nam nô nức xung phong đi lính. Đấy nó là một cái thực tế. Thế nhưng mà những chính khách ở ngoại quốc ấy, hay là chính quyền miền Nam nhiều khi không nhìn thấy rõ vấn đề đó. Thì đấy là những cái hiểu sai. Thế thì nói về cái xã hội Hồ Chí Minh nó đói khổ quá mức như vậy ấy mà. Các bạn không thể tưởng tượng nó đâu. Các em nhỏ không có ăn, lang thang đi vét đĩa ở các cửa hàng mậu dịch, mà đĩa nó còn có cái gì đâu để mà vét ấy. Húp một tí nước thừa thôi. Thế rồi móc túi ăn trộm lặt vặt. Thì cộng sản tàn nhẫn lắm. Bỏ tù tất cả các em nhỏ ấy. Bỏ tù luôn tất cả những cái người mà chỉ vì ăn cắp bẻ cái dynamo ở xe đạp, hoặc là ăn cắp bó lúa ở nông thôn thôi, là nó cho đi tập trung cải tạo hết tất cả. Thì trong cái đời tù của tôi gặp nhiều em bé đi tù lắm. Vì bên cạnh mỗi trại tù thì nó đều có những cái trại thiếu phạm, mà nó lấy một cái tên rất là kỳ lạ, là trường bổ túc công nông 2. Nó lấy một cái tên như vậy. Thì những em 8, 9 tuổi, 10 tuổi là vào tù rất đông. Thế nó bắt không tính đến số lượng. Nó bắt tù nhân không tính đến số lượng. Nhiều nhà báo ngoại quốc có hỏi tôi là tại sao mà nó lại phải bắt nhiều tù đến như vậy. Bắt như thế thì có lợi gì cho chúng nó? Thì cái này chứng tỏ là họ tưởng nhà tù Việt Nam cũng như là nhà tù ở bên Úc ấy, hay là nhà tù bên Mỹ ấy. Nuôi một người tù bên Mỹ, theo tôi biết là báo Mỹ nói là tốn 3.000 đô la một tháng ấy. Thế mà trong khi những người lính tiền già ấy, thì được có độ 600, ở Cali thì được 800, hơn 800 tiền già, mà nuôi một ông tù mất 3.000 đô la. Thế nhưng mà nhà tù cộng sản thì nó lời nhiều lắm ạ. Tôi nói một con số cụ thể là nuôi một người tù, kể cả ăn mặc, kể cả y tế, mất có 5 hào. 5 hào mà ngày hào tiền Việt Nam đấy ạ. Thế nhưng mà trong khi trung bình một người tù làm ra của cải là có thể lên đến 10 đồng một ngày. 10 đồng một ngày nghĩa là gấp 20 lần cái số lượng mà cái anh tù phải chi tiêu cho anh tù đấy. Thì nuôi có một mà làm ra những 20 lần. Cho nên nhà tù nó là cái khu sản xuất mà bội thu hàng đầu. Tôi đã nói như vậy đấy. Vì thế cho nên cộng sản đã tuyên bố là bắt không tính đến số lượng. Bắt không tính đến số lượng. Thì cái thời Hồ Chí Minh nó đói khổ như vậy, mà nó tàn bạo như vậy, mà nó bắt người hàng loạt. Bắt có một đợt nó bắt là hàng trăm ngàn người đi tù. Mà không cần phải hoạt động chống đối gì lại chúng nó đâu. Cái hồi đó là nó xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Bất cứ một cái gì mà trái với cái đường lối xây dựng con người mới ấy, có nghĩa là con người máy ấy, thì đều bị đi tù. Thanh niên mà buồn, ngân nga vài ba câu thiên thai suối mơ chương chi phải không ạ? Nó cho đi tù. Những người đó bây giờ hiện còn sống ở Hà Nội, chứ chưa, chỉ có một vài người chết thôi. Người thì 15 năm tù, người thì 10 năm tù, người thì 8 năm tù, chỉ vì hát những bài thôi. Thì cộng sản hồi Hồ Chí Minh nó kiểm soát chặt chẽ lắm, không thể nào chống đối lại được, tôi khẳng định như vậy. Không có ai có thể chống lại được một cái chế độ nó hà khắc đến như vậy, nó kiểm soát chặt chẽ đến như vậy. Cho nên cộng sản nó không sợ nhân dân lật đổ đâu. Mỹ Pháp nó còn không sợ cơ. Thế nhưng mà có một thứ nó sợ. Có một thứ nó sợ cho nên nó phải bắt. Đấy là tiếng nói. Báo chí, đài phát thanh, các thứ trong tay đảng cả. Thế nhưng mà hàng triệu những cái tiếng nói mà thì thầm với nhau, bàn tán với nhau, ca cẩm oán thán chế độ, thì nó ảnh hưởng đến lớp trẻ, ảnh hưởng lan rộng ra.
thì nó ngăn trở cái việc mà ngu dân cứ so sánh cái chế độ đang sống với chế độ thời Tây chẳng hạn. Những người già hay những người đứng tuổi hay có cái lối như vậy thì hàng triệu tiếng nói như vậy nó không kiểm tra được. Chỉ có cái đó là nó sợ. Chính vì nó sợ như vậy cho nên nó mới gọi là bỏ tù tiếng nói. Cho nên là trong các cái tội trạng mà ghi những người bị bắt ấy, có rất nhiều tội danh các bạn nghe phải buồn cười. Đời thuở nhà ai có cái tội danh này, kêu ca phàn nàn oán trách chế độ. Đấy nó là một cái thứ tội, là kêu ca phàn nàn oán trách chế độ. Thì tôi biết có những bác 60-70 tuổi ấy, già rồi, hồi đó 60 đã già chứ không như bây giờ đâu. 70 lại càng già nữa. Mà lại là người nông thôn cũng có, mà người thành phố cũng có, mà chỉ làm những cái việc lao động thường chứ không phải trí thức đâu. Trí thức rồi nó cho đi tù nhiều rồi. Thế là vào nó bắt thì hỏi cung thì các bác ấy xin, mà tôi già yếu rồi, mong các ông tha cho tôi để tôi về, tôi sống yên tuổi già với lại các con, các cháu. Thì cái bọn chấp pháp nó cười, nó bảo anh thì đúng là già thật, nhưng cái mồm ấy nó chưa già đâu. Cái mồm chưa già tức là cho đi tù. Thế mà đại đa số các vị là bỏ mạng trong tù. Thế với cái thời Hồ Chí Minh ấy, thì thời nay quả thật là nó có no đủ hơn. No đủ như tôi vừa trình bày, nó không đến nỗi như vậy. Thì cái thời Hồ Chí Minh thì đúng là hoạt động không được. Đi tù hết, mà chết nhiều. Mà tù nó săn sát chung quanh trại. Tôi nói qua về cái vấn đề y tế trong tù, các bạn làm gì mà không chết. Đói, rét, thì nó làm mồi cho vi trùng. Yếu rồi mà lại lao động quần quật đấy. Thế mà khi mà bị bệnh thì tôi ở các trại trong 27 năm tôi biết, nó vào rừng, nó cho mấy anh tự giác vào rừng hái một ít lá thơm, lá lẩu gì đó đấy, nó đun một cái chảo nước to này này, xong nó chia ra làm hai thùng cũng to này, nó để ở phòng y tế. Thì đấy là đông y, hồi là phát huy đông y. Thế thì một cái thùng bên này đun mà chia ra làm hai thùng. Một thùng thì nó đề thì là chữa nhức đầu cảm sốt, một thùng thì đau bụng, đau lưng, đau gân, đau cốt. Đấy. Mà nó là cùng một loại lá thôi. Cùng một loại lá. Thế nhưng mà tù uống rất đông. Rất đông tù lên uống. Anh nào đi làm về cũng cầm một cái ca bằng gỗ đấy, nghĩa là cái gọi là cái bỗ đấy, để lên xin một cốc uống. Xin một cốc uống. Tại sao lại làm như vậy? Là vì trong tù đến hấp nước nóng cũng khó. Thế mà cái thùng đông y nước còn ấm ấm ạ. Ấm ấm mà nó lại có lá thơm. Thì anh nào cũng uống cả. Cho nên là tù hồi đó chúng tôi có câu là thế nào? Anh nào cũng lũ lượt lên uống, gọi là đông y vừa đi vừa uống. Lấy xong rồi lại chạy ra rồi vừa đi vừa uống, như ấm người thôi mà. Đấy nó gọi là y tế của Cộng sản. Vì thế cho nên là chết rất nhiều. Chết rất nhiều. Thì đến ngày hôm nay đây, thì muốn nói với các bạn là từ khi mà Liên Xô đổ, rồi Đông Âu đổ, thì nó có cái nguyên nhân của nó. Thì nhiều người thắc mắc là tại sao? Tại làm sao mà bên Đông Âu nó đổ rầm rập như vậy? Kể cả quê hương cách mạng là Liên Xô, thành trì của phe xã hội chủ nghĩa là Liên bang Xô Viết cũng sập đổ. Mà Việt Nam mình chưa đổ. Cái này có sống trong nước và có theo dõi tình hình bên Liên Xô thì mới thấm thía cái nguyên nhân của nó. Thì thưa các bạn thế này, bây giờ tôi nói về bên Liên Xô và bên Đông Âu, khi mà cái phong trào công khai hóa là Glasnost ấy, và cải tổ là Perestroika mà ông Gorbachev đề ra, thì toàn bộ giới trí thức của Liên Xô và của Đông Âu nó hưởng ứng nhiệt liệt, nó lợi dụng cái cơ hội đó, toàn thể nhất tề đứng lên, toàn thể nhất tề đứng lên. Những hội viên trong hội nhà văn Xô Viết ấy, hàng mấy ngàn người cơ, bỏ không viết văn, không làm thơ nữa, viết chính luận, vạch rõ những cái sai lầm của đảng, đòi hỏi những quyền cơ bản. Các trường đại học, các trí thức không dạy những cái sách vở tuyên truyền sai lầm nữa, xuyên tạc nữa, đình chỉ học những môn văn, môn sử. Các nơi
những câu lạc bộ, những cuộc hội thảo của thanh niên trí thức ấy, nó lan rộng ra khắp nơi. Rồi họ ra báo, có xin phép nhà nước đâu ạ, tự động ra báo khắp nơi. Tất cả những cái hàng vạn địa điểm như vậy ở khắp cái liên bang Xô Viết như thế. Vì thế cho nên không đàn áp nổi. Mà đấy là tự do ngôn luận, giành lấy tự do ngôn luận đấy. Chính ông Gorbachev cho cũng chưa cho phép ra báo như thế. Chưa cho phép hội họp như vậy. Nhưng họ cứ hội họp, họ cứ ra báo, không đàn áp nổi nữa. Nó thành một phong trào. Thì chính những cái tờ báo đó, chính những cái bài, những cái truyền đơn đó, chính những cuộc hội thảo đó, nó làm cho một cái lực lượng vô cùng quan trọng thức tỉnh. Đấy là quân đội và công an. Quân đội và công an là cái trụ cột của mọi chế độ độc tài. Nó đứng bằng hai chân, độc tài nó đứng bằng một chân là bạo lực. Bạo lực thì phải là dùng quân đội với lại công an rồi. Một chân thứ hai là lừa bịp. Lừa bịp là dùng báo chí của đảng và của nhà nước để bưng bít sự thật, lừa dối. Thì khi mà cái phong trào mà cải tổ của ông Gorbachev vào những năm tám, bắt đầu từ năm 85 nó bùng nổ ấy, thì hai cái chân đó của cộng tài lung lay hết. Lừa bịp không được nữa rồi. Là vì toàn bộ người ta viết ra sự thật hết tất cả. Người ta kể lại những cái đau khổ, những cái áp chế, những cái đói rét, giết người của Đảng Cộng sản bằng những tờ báo bí mật chứ. Bí mật có nghĩa là cứ in ra và phát thôi, chứ không có được lệnh nhà nước. Rồi bằng những cái đài phát thanh bí mật đó, mà nó lan rộng, không đàn áp nổi, thì cái bưng biết là tan ngay. Mà nhờ ánh sáng đó, nhờ cái ánh sáng của tự do ngôn luận mang sự thực ra, thì nhân dân thức tỉnh. Nhân dân ít để ý lắm, ở chế độ nào cũng vậy thôi. Họ lo làm ăn sinh sống, chứ không lo đến cái chuyện dây vào chính trị. Vì dây vào chính trị, nhất là các nước độc tài ấy, là dính đến tù tội, dính đến đau khổ, không ai muốn dây đến cả. Mà bị khủng bố nhiều năm quá sợ rồi. Thì với cái tất cả những cái luồng tư tưởng tự do như vậy, nó lan tràn trong xã hội Đông Âu và Liên Xô. Thì nhân dân thức tỉnh, nhận thấy Cộng sản, nhận thức được Cộng sản là một hiểm họa của đất nước và của dân tộc. Cho nên vào những cái năm đó, đấy, những năm 88, 89, 87 đấy, là đã có hàng chục triệu đảng viên Cộng sản Liên Xô đốt thẻ đảng, vứt thẻ đảng đi. Thấy cái đảng này nó bẩn thỉu quá, không thể ở trong cái đảng ấy được nữa. Nó gây thành được phong trào như vậy. Mà nói là nhân dân thức tỉnh, thì chúng ta phải thấy cái này. Nhân dân là ai? Công an và bộ đội cũng là con em nhân dân mà ra thôi. Chứ chúng nó không phải từ trên trời rơi xuống hay là từ dưới đất chui lên, phải không ạ? Nó cũng là nhân dân. Thế mà khi cái hàng ngũ đó thức tỉnh, thì đấy là cái sức mạnh của tiếng nói đấy, sức mạnh của ngôn luận đấy. Nhiều người chúng ta ở đây hay là trong các nước tự do, nhiều khi không lường được cái quan trọng ở đó đâu. Thì cái sức mạnh của ngôn luận nó sẽ thể hiện ở đâu? Nó thể hiện vào ngày 19 tháng 8 năm 1991. Khi mà phe cứng rắn đảo chính bắt được Gorbachev rồi. Gorbachev là tổng thống Liên Xô mà, nhốt ở trong một khách sạn. Thì phe đảo chính lúc bây giờ là toàn bộ những ông to nhé, đứng về phe đảo chính. Từ phó tổng thống, vì Gorbachev là tổng thống Liên Xô, từ phó tổng thống, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ công an, chùm KGB, chủ tịch quốc hội, tất cả đứng về phe đảo chính để lật Gorbachev. Thì mới cử người, cử quân đội đến bao vây nhà trắng của Yeltsin. Yeltsin lúc là tổng thống Nga. Thì lúc này chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của tự do ngôn luận. Thì cái binh đoàn mà bao vây, nó mang xe tăng các thứ đến đấy, để bao vây dinh tổng thống Yeltsin. Thì lúc bây giờ thì nhân dân nó thức tỉnh rồi. Rất nhiều cô gái Nga, nhiều người Nga đứng chung quanh, có thể là đến hàng vạn người, hàng 10-15 ngàn người bảo vệ cái nhà trắng đó. Thì người mà tay trắng làm sao bảo vệ được cái xe tăng với súng đạn. Thế nhưng mà những phụ nữ Nga mang hoa, mang kẹo ra, nói với lại các anh lính đấy là đừng có bắn vào dân chủ tự do. Thì những người lính kia mà họ cũng đã giác ngộ rồi. Là vì khi bầu cử mà Yeltsin trúng cử tổng thống Nga đấy,
thì 75% số phiếu của em xin thắng cử là ở quân đội. Ở quân đội, 75% quân đội Nga bầu cho em xin, ủng hộ em xin. Thế thì cái số lính mà điều đến bao vây như vậy mà nó cũng không bênh hẳn em xin, nó chỉ án binh bất động thôi, bảo nó bắn nó không bắn, nó cứ đứng đấy thôi. Thì mấy ông đảo chính đang ngồi trong dinh thự mà, thì thấy điều đến mà em xin vẫn vững vàng, lại lên cả hô hào mọi người ủng hộ mà. Thế thì cuối cùng đoàn quân đảo chính lại kéo cái cờ của em xin nó cắm lên, nghĩa là cờ của Nga đấy, cắm lên cái xe tăng. Thế là mấy ông đảo chính kia là vội vàng lốc thốc xách vali chạy ra sân bay. Chạy ra sân bay thì ra sân bay thì cũng lại là quân đội ở sân bay thôi, thì nó khóa tay cơ quay lại, nhốt vào tù. Cuộc đảo chính kéo dài đúng 3 hôm. Đúng 3 hôm thì tan vỡ, En Xin vẫn vững mạnh. Và sau đó thì Gorbachev được thả ra và tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Nghĩa là Liên Xô tan đổ trong chớp nhoáng. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái sức mạnh của ngôn luận. Nếu không có sự chuẩn bị về tư tưởng, không có cái sự hiểu biết về hiểm họa Cộng sản trong quân đội cũng như là trong nhân dân, thì làm sao mà có thể thành công dễ dàng đến như vậy. Cho nên cái vấn đề mà mặt trận tư tưởng, mặt trận truyền thông là vô cùng quan trọng trong cái cuộc đấu tranh chống Cộng sản của chúng ta ngày hôm nay. Thì bây giờ nói cái đổi mới của Cộng sản Việt Nam đấy, thì tôi xin thưa thế này: Cộng sản Việt Nam không bao giờ có ý định đổi mới cả. Năm 1978, Đặng Tiểu Bình thi hành chính sách 4 hiện đại hóa, 4 hiện đại hóa đấy, để đưa Trung Quốc đi lên, và đề ra cái thuyết kinh tế con mèo, mèo đen hay mèo trắng, nghĩa là tư bản hay là cộng sản gì mặc kệ, mèo nào bắt được chuột thì mèo ấy giỏi thôi. Thế kinh tế Trung Quốc nhờ đó mà phát triển được. Thì các bạn có biết Cộng sản Việt Nam hồi đó nó nói gì không ạ? Nó kết tội Trung Quốc là phản bội chủ nghĩa Mác Lê, phản bội chủ nghĩa cộng sản, chạy theo tư bản chủ nghĩa. Nó kết tội như vậy. Thì đến khi mà Liên Xô là ông Gorbachev ấy đổi mới thì nó lại chửi Liên Xô. Nó chửi nhưng mà chửi ngầm thôi, vì lúc bây giờ Liên Xô là thầy đó, cho nên nó không dám công khai chửi trên báo chí, mà nó phải làm theo con đường đổi mới. Cái đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp năm 86 đó, là 2 ông bộ chính trị Liên Xô ngồi đấy rồi, bắt phải đi theo con đường cải tổ của Liên Xô, thì Cộng sản bất đắc dĩ phải đi theo. Nói về Đảng Cộng sản bất đắc dĩ phải đi theo, nhưng mà trong lòng rất là không muốn. Vì sao? Vì ngay những viên tướng công an to đấy mà khi gặp tôi ấy, đều nói về Gorbachev với Yeltsin như thế này: bọn chúng nó không có cải tổ gì đâu, chúng nó đang đào mả tổ nhà chúng nó lên đấy. Nó nói về việc góp một chút về Yeltsin như thế, nó không muốn. Cho nên là khi mà cái tin đảo chính mà nổ ra ấy mà, thì lúc bây giờ tôi cũng đang ở trong tù thôi, thì chính những cái thằng công an nó vào nó nói mà, nó bảo đây này, cái bọn đào mả tổ bây giờ là bị bắt hết rồi đây này, những người cộng sản chân chính lên nắm quyền đấy. Nó phấn khởi nó nói như vậy cơ mà. Báo chí Việt Nam là ca ngợi ngay cái bọn đảo chính rồi, báo Nhân Dân các thứ báo là ca ngợi cái bọn đảo chính rồi. Thế và các bạn có biết không ạ, khi mà cái tin đảo chính nổ ra một cái, ngày 19 thì ngày 20, nó ra lệnh cho các hợp tác xã cơ khí ở Việt Nam làm 50.000, ở Hà Nội đấy, riêng Hà Nội thôi, làm 50.000 cái khóa tay nữa. Là vì nếu thành công thì những nhân vật bình thường hoặc những nhà văn, nhà báo nào mà to toe trong mấy năm gọi là đổi mới đấy, cho đi tù hết. Cho đi tù hết. Và tôi cũng nhanh Võ Đại Tôn, cũng như ông Doãn Quốc Sĩ, cũng như chị Duy Thu Hương, Dương Thu Hương tha vào cái dịp đó mà, thì sẽ không được tha nữa và sẽ có thể chết trong tù nếu mà phe đảo chính nó thắng lợi. Thế nhưng mà không ngờ chỉ có 3 hôm thôi, ra lệnh làm khóa có 2 hôm, vì 20 mới ra lệnh làm khóa mà, thì cuối cùng phe đảo chính thua, cái lệnh làm khóa tay hủy đi. Thế và chúng tôi mới được tha.
thì để chứng tỏ là Việt Nam nó không có cái thiện chí, không có cái thiện chí đổi mới cải cách gì đâu cả, mà nó là bất đắc dĩ nó phải theo thôi. Thì bây giờ mình nói thế này, trong khi ở các nước kia cái từng lớp trí thức là quan trọng lắm, sinh viên, giáo sư, nhà văn, nhà báo, đúng không, nhà giáo quan trọng lắm, nó là hướng dẫn dư luận của xã hội mà, thì người ta đồng lòng người ta đứng lên như vậy. Thì ở Việt Nam thì thưa các bạn, hồi đó cái số người mà viết trên báo hoặc là in thành sách đấy mà dám nói lên một phần nào sự thật thôi, đếm trên đầu ngón tay, đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó đại đa số trí thức già cũng như trẻ ngồi nghe ngóng xem thế nào, ngồi nghe ngóng xem thế nào, vì vẫn sợ mà, vì bao năm đàn áp vẫn sợ, vẫn cứ thử ngồi nghe ngóng chờ đấy xem thế nào, chứ không chịu xông ra. Thế mà ngược lại, lại có hàng trăm, hàng ngàn những ông nhà văn, nhà báo khác viết bài nhân cái cơ hội đó bênh vực đảng, bảo vệ đảng để kiếm lời mà. Đây là cái dịp tốt để kiếm lời. Giờ tôi thí dụ như một mình ông Hà Sĩ Phu chẳng hạn, ông ấy viết mấy bài phê phán chủ nghĩa Mác, đòi dân chủ, thì không biết bao nhiêu là những ông giáo khác, những ông giáo sư khác viết bài đập ông Hà Sĩ Phu. Và cuối cùng đảng lại còn mời cả ông Trần Đức Thảo, là một nhà triết gia ở Pháp về. Ông Trần Đức Thảo là khổ đói, khổ ròng rã 30 năm trời sau cái vụ Nhân Văn Giải Phóng, thì ông ấy lại nhảy ra, ông ấy viết bài, ông ấy đánh Hà Sĩ Phu, đăng trên báo Nhân Dân. Và trong cái bài viết đó, ông lại còn ca ngợi là Hồ Chí Minh là cái người trí thức ưu việt số 1 của Việt Nam. Đấy là ông Trần Đức Thảo, trong nhóm Nhân Văn Giải Phóng. Thế còn những người kiện tướng của Nhân Văn Giải Phóng như Hoàng Cầm, làm một bài thơ Trường Ca, làm bài thơ Nhớ Về Làng Sen, ca ngợi ông Hồ. Lê Đại, Trường Ca Bác, ca ngợi ông Hồ. Hàng loạt những người như vậy mà. Vì thế cho nên cái phong trào ở Việt Nam nó không thể bùng nổ được, bỏ mất một cái cơ hội ngàn năm một thuở, chìm đi, trong khi Đông Âu và Liên Xô nó sụp đổ tan tành. Mà các bạn có thấy cái sức mạnh của nhân dân khi mà thức tỉnh nó lớn lắm. Chúng ta bây giờ không có võ khí, không có súng đạn, không có gì cả, nhưng mà không lo. Là vì sao? Vì chúng ta có chính nghĩa, chúng ta ở lẽ phải, chúng ta ở về phía tiến bộ. Nếu mà nói về súng đạn thì tôi xin thưa các bạn là cái khối mà cái khối gọi là khối Varsava đấy, Varsovia đấy, của Nga, của Liên Xô, nói về xe tăng, đại bác, tàu bay, tên lửa, nó nhiều gấp 3 lần khối NATO của Mỹ. Đấy, theo thống kê đấy, nó nhiều gấp 3 lần khối NATO của Mỹ, nó kinh khủng đến như vậy. Thế mà có cần đánh đi đâu ạ? Trong vòng chớp nhoáng sụp đổ tan tành ngay, là vì khi nhân dân thức tỉnh nó có một cái sức mạnh như vậy. Thế thì qua những cái sự ấu trĩ như vậy, qua những cái sự nhút nhát như vậy, sợ hãi do khủng bố, trí thức mình nó ươn hèn lắm, nó phải vô, tôi phải công bằng tôi nói như vậy, đa số là như thế. Thì cũng may là vào những năm gần đây thì có rất nhiều người nổi lên, nhiều người dám lên tiếng để đòi dân chủ, đòi nhân quyền. Thì đây là một cái điều rất tốt, là một cái điều rất tốt. Chúng ta phải yểm trợ, bắt buộc phải yểm trợ. Mà trong cái cuộc yểm trợ này chúng ta phải thấy thế này, là những người mà những người cộng sản chẳng hạn, họ thức tỉnh. Tôi thí dụ như ông Hoàng Minh Chính, ông là bạn tù của tôi thôi, như là ông Trung tướng Trần Độ, vân vân, ông thức tỉnh trở thành phản tỉnh là cái điều rất tốt. Tuy là cái quan điểm của họ không hoàn toàn giống quan điểm của chúng ta, thế nhưng miễn là họ đòi dân chủ, họ đòi đa nguyên đa đảng là tốt rồi. Họ nêu lên được những cái khía cạnh xấu của chế độ là tốt rồi. Vì sao mà những người đó là quan trọng? Tôi mà nói xấu đảng, nói xấu chế độ, đảng viên, quân đội, công an nó không nghe tôi, hoặc là nó khó nghe. Thế nhưng mà nếu những người như ông Hoàng Minh Chính là thầy của nó, những người như ông Trần Độ là đàn anh của nó, bạn bè ông ta, đàn em ông ta, phải không nào? Nó tin hơn là tôi nói. Mà cái lực lượng trong quân đội, trong công an, trong đảng mà thức tỉnh mà,
Tuy bây giờ thức tỉnh vẫn để trong lòng thôi, nó vô cùng quan trọng. Sau này mà điều đến biểu tình mà nó không bắn vào nhân dân nữa ấy, thì đấy là cái ngày tàn của chế độ đấy, ngày sụp đổ của chế độ. Cho nên chúng ta phải ủng hộ họ, dù họ có những cái quan điểm chưa hoàn toàn phù hợp với chúng ta. Thì cái phong trào đấu tranh đó thì bây giờ nó tăng lên rất nhiều, những người trẻ cũng tham gia, nhiều người trẻ tham gia. Mà bây giờ nhất là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã ra được cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận. Thì cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận này là mỗi một tháng 2 lần, mỗi một lần phát hành được 10.000 số. Thì cái con số 10.000 nó vẫn còn là nhỏ bé. Thì phải làm thế nào có nhiều tờ báo như vậy ra đời ở Việt Nam. Có xin phép đâu, cứ ra báo giấy đấy, cứ ra báo như vậy. Mà muốn như thế là phải gây dựng thành một phong trào. Thì kính thưa các bạn, bây giờ nếu mà nói đến cái chuyện mà viết bài mà gửi ra ngoài này, lên tiếng công khai, nó là cái điều tốt thôi. Thế nhưng mà cái đó chưa đủ. Tôi còn nói chuyện với đồng bào trong nước, với lại những anh em chiến đấu trong nước, là bây giờ phải hướng về cái hoạt động bí mật. Hướng về cái hoạt động bí mật, len vào sinh viên, len vào công nhân, len vào các nơi, vận động họ viết báo, ra báo, giải truyền đơn, xây dựng cơ sở. Nó có gốc của nó, nó phải có gốc của nó. Nếu mà hoạt động đơn độc, không có quân, thì không làm được việc gì mấy đâu. Tại sao Cha Lý Cha Lợi ra được tờ báo Tự Do Ngôn Luận? Là vì Cha Lý Cha Lợi có quân. Quân là các tín đồ, các tín đồ tôn giáo, công giáo. Họ rất tin tưởng vào Cha Lý. Mà khi họ làm việc rồi mà họ không sợ, cho nên cái tờ báo Tự Do Ngôn Luận mới có thể phát hành được, phân phối được. Mà chính công an, Cha Lý có nói với tôi mà, chính công an nhiều khi che chở cho tờ báo. Là vì công an nó cũng thức tỉnh, nhưng nó là người mà. Mà công an có phải là ai cũng được ăn đâu ạ? Có phải ai cũng giàu có đâu. Đồng chí của Cộng sản nó có 2 loại. Một cái loại đồng chí gọi là đồng chí ăn. Thế còn cái loại đa số ấy, thì nó thuộc vào cái loại gọi là loại đồng chí đổ bô. Thì cái loại đồng chí đổ bô mà nó uất ức, chứ không phải là mình đừng nhìn là chúng nó bao gồm cả, thì nó sẽ yểm trợ cho cái phong trào dân chủ. Thì bây giờ trong nước ấy, tôi có nói chuyện rất nhiều người là phải hướng về trong nước mà làm những cái việc đó, phải đi vào bí mật hoạt động, đi vào bí mật. Nhưng mà nếu mà người nào bị bắt thì lập tức phải cho chúng ta biết tên tuổi, để chúng ta vận động quốc tế, vận động các cơ quan ân xá, các hội nhân quyền, để bảo đảm tính mạng và lôi họ ra khỏi nhà tù. Cái điều đó là cần. Chứ nếu để âm thầm mà không ai biết đến đấy mà, nghĩa là không có sự hiểu biết của người Việt hải ngoại để cho quốc tế nó biết, thì số phận sẽ bi thảm lắm. Anh Nguyễn Vũ Bình vừa mới tha tù, tôi có nói chuyện điện thoại với anh ấy, thì anh có nói với tôi thế này này, anh ấy biết rất nhiều người bây giờ còn đang nằm trong tù, vô danh mà. Những người này là hoạt động bí mật đấy, vô danh, nằm trong tù mà không ai biết đến cả. Và có những người thậm chí ở tù lâu hơn tôi. Có một người đã ở đến 28 năm trời trong tù rồi. Anh Nguyễn Vũ Bình nói như vậy. Ở 28 năm trong tù rồi, chúng ta vậy thì không biết. Mà không biết thì rất nguy hiểm. Thế rồi thì là Thượng tọa Thích Thiện Minh, riêng Thượng tọa Thích Thiện Minh ấy, đã đưa ra một cái danh sách là gần 100 người tù vô danh. Mà chỉ một mình Đức Thiện tọa Thích Thiện Minh biết đấy chứ, vì ở cùng trại mà. Phải đưa ra ánh sáng những người tù âm thầm như vậy, và phải cứu giúp họ. Thì đây là cái nhiệm vụ của chúng ta. Cho nên những người trong nước họ coi cái sự yểm trợ hải ngoại của chúng ta là vô cùng quan trọng. Quan trọng vì sao? Vì nếu không có chúng ta thì ở trong nước thiếu một cái thứ gọi là mặt trận đối ngoại, không có được. Chúng ta ở ngoài này là mặt trận đối ngoại, vận động quốc tế, vận động các tổ chức nhân quyền, vận động các chính giới, vận động rất nhiều hội văn bút quốc tế để yểm trợ cho những người trong nước nói lên cái sự thật. Thì đấy là mặt trận đối ngoại. Thế mà chúng ta ở ngoài này còn phải giữ an ninh ở ngoài này nữa. Vì Cộng sản hiểu rằng cái sự yểm trợ của chúng ta rất cần thiết,
Không những cần thiết về mặt tinh thần mà còn cần thiết cả về mặt vật chất nữa. Những người mà bị đi tù bây giờ, những người mà bị ra tù, thì sự thực thì nó bao vây kinh tế, không đi làm đi ăn thì được cả. Anh Nguyễn Vũ Bình đã đi làm đâu ạ? Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chưa đi làm, phải không ạ? Thế và chị Lê Thị Công Nhân thì đang nằm ở trong tù, thì cũng phải nuôi cho gia đình họ sống chứ. Thì mình cũng phải giúp mỗi tháng một vài trăm cho họ để họ sống, sống để đỡ bị cộng sản nó mua chuộc. Vì khi tôi hiểu, khi mà ăn bữa tối no bữa sáng ấy, ăn bữa sáng no bữa tối ấy, thì đầu óc không còn làm việc được nữa. Vợ con đói, rồi cộng sản lúc ấy nó đem cái mồi ấy, nó nhử. Nó hiểu chúng ta là cái lực lượng rất quan trọng để giúp cho đồng bào trong nước, cho nên là nó phải phá bằng được ngoài này. Do đó mới có cái nghị quyết gọi là nghị quyết 36 ra đời. Nó có nguyên nhân của nó cả. Thì với cái nghị quyết 36 này, nó mua chuộc được nhiều người, nhiều tay sai, bằng tiền bạc cũng có, bằng những thủ đoạn cực kỳ tinh vi cũng có, để làm tay sai cho chúng nó. Thì chúng ta ở hải ngoại này có nhiệm vụ phải chống lại cái nghị quyết 36, bảo vệ cái an ninh địa phương của chúng ta. Vì chúng ta ở đây mà rối loạn, mà phân hóa quá ấy, thì sẽ không giúp được trong nước nữa. Mà không giúp được trong nước nữa thì phong trào dân chủ trong nước không lên được đâu. Mà không lên được thì cộng sản sẽ tồn tại lâu dài hơn. Mà tồn tại lâu dài ngày nào là tai họa cho dân tộc Việt Nam ngày đó. Thì hôm nay tôi muốn tâm sự với cái thủ đoạn mua chuộc của cộng sản. Một cái thôi, tôi nói về trường hợp tôi thôi. Nó mua chuộc nhiều người lắm. Bây giờ nó đang mua chuộc các nhà báo ở cái vùng DC bên Hoa Kỳ đấy. Nó bảo anh cứ ra báo đi, bài viết chúng tôi lo, anh chỉ đứng cái tên không thôi, tất cả mọi thứ chúng tôi lo. Thế và nó đưa tiền cho. Thì nhiều nhà báo ở cái vùng Virginia tuyên bố hẳn các bạn đến mua chuộc công khai như vậy, nhưng mà họ không nhận lời ở khước từ, mà nó mua chuộc rất khéo. Bây giờ tôi thí dụ khi tôi còn ở trong nước, năm 91 tôi ra tù, thì nó đến nó mua chuộc. Nó không bắt mình phải ca ngợi đảng, phải ca ngợi chế độ, mà nó chỉ yêu cầu có một điểm thôi, im lặng. Im lặng thôi, chứ không cần gì hết tất cả. Mà muốn im lặng thôi thì nó chiều đủ thứ. Như bản thân tôi, nó chiều tôi đến cái mức mà tôi phải nói với bạn bè tôi là trên đời tôi ấy, tôi chưa thấy một người con nào có hiếu với bố mẹ bằng cái bọn công an nó có hiếu với tôi. Các bạn có thể lường được không? Đây nó là một sự thật đấy. Hôm nay tôi mới nói thôi. Tôi xin thí dụ cái này nhé. Khi mà nó mời tôi lên bộ công an nói chuyện, thì nó bảo nó đánh xe đến nhà đưa tôi đi. Tôi không cần đi, không cần, tôi không thích đi ô tô. Mời tôi thì tôi phải lên thôi. Thì tất nhiên là tôi đi xích lô. Thì tôi đi xích lô thì tôi ngồi xích lô, tôi gọi đến, tôi đến trước cửa Trần Bình Trọng đấy, là bộ công an. Thì đã có 2-3 thằng công an civil đứng đấy rồi. Tôi vừa xe vừa mới kẹt đỗ một cái xuống, thì chúng nó ra, đứa đỡ chân, đứa dìu xuống. Nó làm cho tôi không đi được đấy, phải không? Đưa vào, dắt vào, chỉ sợ tôi ngã đấy mà. Thế thì vào đến trong thì là đủ các thứ, hoa quả, thuốc lá, ngoại quốc, các thứ là bày ra đấy. Ngồi ấy thì mấy viên tướng công an ngồi nói chuyện. Thì trong những cuộc nói chuyện đó mà, nó nhận là nó sai. Nó bảo là về phía chúng tôi, nhà nước ấy, thì đối với anh thì cũng có những cái sai, bỏ tù anh từng ấy năm. Thế nhưng mà anh thì cũng quá đáng lắm, phải không nào? Thì thôi bây giờ chúng ta coi như là hòa, bỏ qua. Thì anh cứ, bây giờ cái chỗ ở của anh ấy tôi thấy nó chật chội quá. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh một cái nhà nó rộng rãi hơn để anh đến anh ở. Thì tôi còn nói đùa bảo không, cái nhà này của bà chị tôi ở với gia đình bà chị tôi mà, cái buồng mà công gọi là hẹp ấy, nó còn rộng gấp 4 cái xà lim tôi nằm thôi. Cho nên đối với tôi như thế là rộng lắm rồi, không cần thiết nữa. Thế và nó yêu cầu là mình nên làm thế nào mà hòa hợp hòa giải ấy, đủ các thứ.
Thế đại cương nói chuyện như thế loanh quanh là 1-2 tiếng tôi về thôi. Đến lúc tôi về thì còn nhớ có hôm trời mưa một tí thôi, mưa lây phây thôi. Thì tôi ngồi lên xe, nó cũng lại dìu tôi lên xe đấy, không phải tôi bước một mình đâu. Mấy ông công an nó dìu tôi lên xe. Thế thì nó lại lấy cái cánh gà nó che cho đỡ mưa mà. Che cho đỡ mưa. Thế rồi nó lại giả tiền trước nhé. Đến cái nó giả tiền xích lô ngay, tôi không phải giả. Đến khi ra về gọi anh xích lô khác, nó lại đưa tiền cho anh xích lô giả ngay. Thế và sau khi nó chuẩn bị tôi lên, nó còn chỉ vào mặt anh xin lỗi, lái cẩn thận anh nhé, xảy ra cái gì anh chết ấy. Nó còn làm như thế đó mà. Thì tất cả những cái thủ đoạn ấy đối với tôi là cái người có kinh nghiệm, tôi hiểu phải không nào? Sau lưng mình ấy mà, nó vẫn gọi mình bằng thằng đấy. Sau lưng mình ấy mà, thì chúng nó công an toàn gọi bằng thằng thôi nhé, chứ không có anh hay ông gì nữa. Thế và khi cần thiết ấy, nó thủ tiêu mình ngay. Và nó sẽ bắt bớ mình ngay. Đấy là những cái đòn phép của nó, phải không? Đòn phép của nó. Thế mà ngay trước khi tôi sang đây, nó cũng mời tôi lên bộ, nó dặn: bây giờ thì anh sang bên đó thì chỉ mong rằng anh kêu gọi hòa hợp hòa giải. Đấy, Nguyên Văn đã nói đấy, kêu gọi đầu tư về Việt Nam để xây dựng đất nước. Đất nước mình qua nhiều giai đoạn chiến tranh rồi, bây giờ cần phát triển. Thế là người hải ngoại, nhiều người có tài để về giúp nước. Thế là bà con mang vốn về để về du lịch thăm đất nước, gửi tiền về, phải không nào? Thì kêu gọi như thế để xây dựng đất nước. Nó bảo tôi như thế. Thế và chúng tôi sẽ mời anh về nước 1 năm ít nhất là 2 lần để thăm mấy bà chị, đấy thế là thăm các cháu, thăm bạn bè. Thì nếu bên ấy mà anh có cần gì thì chúng tôi sẽ cho người anh đến để giúp đỡ về đời sống. Nó nói với tôi như thế mà. Trước khi sang tôi không phải viết cái gì cả. Nếu tôi viết cái gì tôi nói với đồng bào ngay thì tôi mới sang thôi. Thì tôi chỉ trả lời họ thôi. Mà nếu các ông thực sự mà muốn xây dựng đất nước, thực sự mà muốn hòa hợp dân tộc đó mà, thì các ông thể hiện bằng những việc làm. Thì lúc bây giờ không cần các ông phải yêu cầu tôi, thì trách nhiệm của tôi là phải giúp đỡ đất nước, là phải mong cho đất nước tiến lên thôi. Chứ còn nếu mà chỉ nói không thôi thì tôi không bao giờ tôi có thể mà đứng chung tiếng nói với các ông được. Nên tôi trả lời như thế. Thế và tôi sang đây, thì tôi sang đây thì sự thực họ cũng chẳng liên lạc gì với tôi nữa. Nhưng mà tôi muốn nói cái lối mua chuộc của nó như vậy, vừa bằng tiền, vừa bằng đòn phép, thì nó khiến cho rất nhiều người ở hải ngoại này, khi mà về nước nó đón tiếp mà, nó mua chuộc bằng tiền nong, nó đón tiếp bằng tình cảm, bằng cách cung kính như vậy, thì dễ mắc lừa lắm. Tôi thí dụ như ông Phạm Duy về, hay ông Nguyễn Cao Kỳ về, nó cũng dở những cái trò tôn kính như vậy. Thế nhưng mà công lại không biết là người ta sau lưng ông ấy mà, công an nó nói chuyện với tôi trước mà, toàn thằng Phạm Duy mới tên Nguyễn Cao Kỳ, nó có quan trọng đâu. Thế nhưng mà nó đóng cái vai trò tôn kính như vậy để nó lôi kéo của ông ta. Một phần nữa là bằng tiền nong nữa. Thế cho nên là rất nhiều người bị. Thế bây giờ vì nó muốn phá hoại cái ngoài này cho nên là nó mới sinh ra cái nghị quyết 36. Thì nghị quyết 36 thì gần đây, cái nghị quyết 36 nó ra công khai. Nó ra công khai thì những cái vụ việc như là vụ việc ở Việt Weekly chẳng hạn là một cái bằng chứng. Mà cái cộng đồng của mình ở Hoa Kỳ ấy, thì phải công bằng mà nói là bây giờ nó yếu quá rồi. Cái tinh thần đồng bào thì không đến nó yếu đâu. Thế nhưng mà những cộng đồng, những đoàn thể nó yếu quá rồi. Cái này nó là sự thật. Mà chính cái tờ Việt Ý Kiến nói, cái tờ Việt Ý Kiến nó có nói rõ. Nó bảo bây giờ không còn cái sinh khí, không còn có cái nhiệt huyết như là cái hồi Trần Trường nữa. Cho nên là nó mới ngang nhiên nó viết một tờ báo. Các bạn có thể tưởng tượng một cái tờ báo ở giữa thủ đô tị đại mà nó ca ngợi Hồ Chí Minh là thánh nhân, ngang tầm với Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Nó ca ngợi tội ác Mậu Thân, nó bảo cái Tết Mậu Thân ấy là một cái chiến thắng tuyệt vời. Nó nói ngày 30 tháng 4 là cái kết quả tất yếu của bọn Tây Sai. Nó dám nói như vậy. Thế rồi nó ca ngợi, nó viết ngay trong thơ tòa soạn đấy. Nó bảo chúng ta phải cảm ơn Nguyễn Tấn Dũng, cảm ơn Nguyễn Minh Chiết là những người đã xả thân vì đất nước. Nó dám viết như vậy. Nó nói anh em HO sang đây trông rất là thảm hại, đáng thương, đi biểu tình trông rất đáng thương, là những người gì? Bất tài, vô học, đó là ở vào một cái thế nghĩa là phế thải. Nó dám nói như vậy. Nó dám viết như vậy với HO đấy. Mà giữa thủ đô tị nạn. Thế nên là còn viết là chúng ta phải noi gương Nguyễn Ái Quốc, kế tiếp bước đi của Nguyễn Ái Quốc để đấu tranh. Nó bảo ông Phạm Văn Đồng là cái người yêu nước, mà những người yêu nước phải nghiêng mình kính phục ông ta. Nó dám viết công khai trên báo chí nó như vậy mà vẫn yên lặng.
Cho nên chúng tôi phải bắt động, bắt buộc phải phát động cái phong trào loại bỏ cái tờ báo đó ra khỏi cộng đồng ngay lập tức. Người có liêm sỉ không cầm tờ báo đó nữa, không cầm tờ báo đó nữa. Thì sau khi mà chúng tôi vận động như thế, biểu tình nhiều lần, và chủ yếu là kêu gọi đồng bào tẩy chay, tẩy chay một cách toàn diện và triệt để. Thứ nhất, không mua đọc. Thứ hai, không bày bán. Thứ ba, không viết bài. Thứ tư, không trả lời phỏng vấn. Và cái thứ năm là không quảng cáo. Thì cũng may tinh thần đồng bào còn cao, cho nên là khi mà đề ra cái biện pháp mà tẩy chay toàn diện như vậy ấy, thì đồng bào hưởng ứng. Cho nên cái tờ báo đó bây giờ 10 phản in chỉ còn có một thôi, các hiệu không bày bán. Mấy cái bọn chủ bút với chủ nhiệm với tổng biên tập ấy là phải đẩy cái xe ra chừa cửa các chợ ấy mà đứng đấy để phát báo không, đứng vài ba tiếng cũng không ai người ta lấy mấy mà, thì lại cút kít lên là chở xe lên xe hơi trở về. Thế nhưng mà nó vẫn sống. Một tờ báo khác thì nó chết rồi, là vì đã 2-3 tháng nay rồi. Nhưng mà tờ báo này nó vẫn sống, tuy là sống thoi thóp. 10 phần còn có một thôi mà, là in còn có một thôi, chứ còn phân phối được hay không là còn là chuyện khác thôi. Nó sống vì sao? Là vì đằng sau nó là cộng sản, là tòa đại sứ, là lãnh sự quán, nó cung cấp tiền cho để mà sống. Vì tìm được một cái bọn sử dụng tay sai ở ngoài là khá nhiều rồi, nhưng mà phần nhiều cũng chỉ dám ca ngợi bóng gió, ca ngợi mập mờ thôi, chứ tìm được mấy cái bọn tôi gọi là đầu trâu chán khỉ như là chúng nói mà dám ngang nhiên như vậy mà thì hơi hiếm. Cho nên chúng vẫn duy trì cái bọn đó. Nhưng mà duy trì thì cộng sản tôi hiểu chứ, 5-7 tháng nữa đồng bào cứ tẩy chay không đọc một cái tờ báo mà không ai đọc cả ấy mà, bây giờ cũng chẳng ai viết cả nữa. Cộng sản không bao giờ nó vứt ra 30-40 ngàn một tháng được đâu, để nó nuôi cái bọn ăn hại này. Là vì báo không ai đọc nữa, nó sẽ cắt viện trợ, nó dùng cái tiền làm việc khác. Thì lúc ấy là cái lúc tờ báo nó mới chết. Chúng ta phải bền bỉ như vậy ở bên Mỹ đấy. Thì cái công cuộc này nó là cái công cuộc mà nó ra công khai, nó đang chuẩn bị từ Việt Weekly thành Việt Daily, và nó đang phát triển ở khắp nơi. Và những cái tờ báo mập mờ chưa dám công khai chúng nó, nếu cái tên xung kích Việt Weekly này mà nó thoát lưới, không ai phản đối cả mà, thì những cái tờ báo mập mờ sẽ ra công khai, đồng loạt ra công khai, thì nó thành ra rối loạn tất cả, thành ra truyền thông hải ngoại bị cộng sản nó lũng đoạn. Cái việc này vô cùng quan trọng. Cho nên chúng tôi bắt buộc, tôi sang đây đã 12 năm. Người ta chửi tôi cũng nhiều. Thế nhưng mà tôi chưa bao giờ nói ai cả, chưa bao giờ viết bài, chưa bao giờ trả lời những người chửi mình. Nhưng mà đến lần này, bắt buộc tôi phải đứng ra dẹp bằng được tờ Việt Weekly. Vì đây nó là một cái sự nguy hiểm vô cùng. Thì thưa các bạn này, nó số nào nó cũng chửi tôi, mà nó chửi những cái vô lý tôi phải đọc. Là vì sao? Tôi nói với đồng bào chúng tôi phải theo dõi. Chúng tôi theo dõi tờ báo đó để báo cáo lại với đồng bào từng số một, nó nói những cái gì, bậy bạ cái gì, báo cáo lại cho đồng bào thôi, chứ đồng bào không đọc. Thì bên Mỹ bây giờ thì nói chung thì là cái phong trào này nó vẫn tiếp tục để mà dẹp bọn này. Thì thưa các bạn, nó chửi tôi thì nó bảo, thì nó, đại tướng nó bảo tôi là cái người mà gian, đi nói chuyện lúc nào cũng nhìn vào túi tiền người ta đấy. Nó chửi những cái vu vơ thế mà, thì không ăn thua phải không ạ? Chửi những cái rất là vô nghĩa phải không ạ? Không có cái giá trị gì cả. Thì cái tình hình bây giờ là nó là như thế. Thì bây giờ tôi xin nói nhé, song song với cái tờ báo đó thì ở San Jose cũng có một cái tờ, nó gọi là cái tờ V-Time. Vì chắc là Việt Nam đấy, Time mình đấy. Thì cái tờ báo này xưa nay nó vẫn mập mờ. Thế nhưng mà cũng gần đây, cũng cái dịp gần đấy đấy, cách đây mấy tháng thôi, số nào nó đăng một cái bài báo của một ông giáo sư, cũng là kiêm luật sư nữa, gọi là Nguyễn Hữu Liêm.
luật sư Nguyễn Hữu Liêm, thì cũng ca ngợi Cộng sản, nhưng mà nó ca ngợi có vẻ có trí thức hơn. Nó ca ngợi cái lối này, các bạn có nghe được không nhé? Nó trong một số báo đấy, nó nói, nó cái dân chủ tự, cái lồng trứng dân chủ tự do của Việt Nam bây giờ, nó đang được cái vỏ trứng bảo vệ. Cái vỏ trứng đó là bảo vệ, như là Đảng Cộng sản đang bảo vệ đấy, là để cho cái trứng đó, trứng dân chủ tự do, nó không nở non để bị ung, bị thối. Thì đấy là cái công của Đảng Cộng sản, như cái lồng trứng nó bảo vệ đấy. Thế hóa ra Cộng sản có công, phải không ạ? Đang bảo vệ dân chủ tự do, nó dám viết như thế. Thế một số thứ hai nữa, nó đặt câu hỏi, nó dám đặt câu hỏi thế này. Tên Nguyễn Hữu Liêm ấy, thì người Việt Nam chúng ta đã xứng đáng được hưởng tự do dân chủ chưa? Nó nói như thế. Thì tôi đến Bắc Cali, tôi đi Bắc Cali, tôi nói chuyện, thì tôi cũng cảnh cáo rồi. Tôi bảo tôi mong rằng cái chủ nhiệm, chủ bút tờ báo này ấy mà, đừng có để cho cái ông luật sư thân cộng đi quá xa, chọc giận đồng bào quá đáng, đẩy đồng bào tới chỗ phải sử dụng cái quyền phản đối và tẩy chay của mình. Thì họ cũng sợ là trong cái việc, trong cái gương của Việt Weekly mà, họ cũng sợ. Thì từ đó là họ không dám đăng những cái bài bậy bạ của ông này nữa. Nhưng mà chưa đã chuẩn bị nó lỗ ra cả đấy. Thế vì thế cái việc mà dẹp cái nghị quyết 36 ở ngoài này rất quan trọng. Cái thí dụ nữa, một cái thí dụ nữa, khi mà cộng đồng bên Mỹ nó lạ lắm, báo chí bên Mỹ cũng lạ lắm. Thế thí dụ như là khi bên này mà chống văn nghệ đấy, chống văn công văn nghệ đấy, mà Trịnh Hội đấy, Nguyễn Cao Kỳ Duyên nó viết một bài, nó bịa đặt, nó viết bài trên nhiều báo đăng lắm nhé. Từ báo Người Việt, Việt Weekly đăng đầu tiên, Minh Vực, thế rồi Người Việt cũng đăng, các báo đăng cả, Việt Thai đăng hết, đại cương là ủng hộ Trịnh Hội và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Có nhiều người còn viết là cộng đồng người Việt ở bên Úc này là làm quá đáng, lạm dụng cái quyền hành của mình, cấm đoán những cái quá đáng. Thế thì gần đây thì Trịnh Hội tự nhiên trước khi tôi sang đây đây này, lại viết một bài binh vực Việt Weekly và chửi chúng tôi chứ, chửi chúng tôi là những người đội nón cối cho anh em, vu vạ là cộng sản, ai cũng đội mũ cho là cộng sản, là những anh em Việt Weekly ấy, là không phải là cộng sản, không phải là thân cộng, mà bị vu vạ. Và Trịnh Hội dùng chữ là chúng tôi bề hội đồng để đánh cái lớp đó. Thì sau khi mà Trịnh Hội viết cái bài đó, tôi chưa trả lời nhé, tôi chưa trả lời, là vì tôi muốn để cho cậu ta thòi mặt ra nữa. Vì khi mình đánh, nó còn đang thập thò, một cái tên Việt gian nó đang thập thò này mà mình đánh ngay thì dễ bị quy tội là cực đoan, là quá khích, phải không ạ? Thì tôi đợi để khi nào nó thò, mà thế nào nó cũng phải thò mặt ra, đã làm tay sai cho cộng sản thế nào cũng phải thò mặt ra, thì để thò mặt hẳn ra thì lúc bây giờ chắc chắn rồi, mình đánh sẽ không ai nói được nữa. Thế nhưng mà ngay cả những người mà trước kia từng binh vực Trịnh Hội, thì sau khi Trịnh Hội mà lên tiếng binh vực Ích Ly ấy, thì hàng loạt đã viết báo rồi, viết báo và kết tội Trịnh Hội ngay lập tức. Thì cái việc đó nó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ một điều, cộng đồng người Việt ở Úc Châu rất sáng suốt, đã nhìn rõ Trịnh Hội ngay từ phút ban đầu. Vâng, đấy là một cái rất hay. Thì trong cái công cuộc đấu tranh này, thì nói thực với các bác là chúng ta phải kiên nhẫn mới được. Vì thay đổi lịch sử nó không phải là cái chuyện một ngày. Tôi thí dụ như ở bên Liên Xô, cũng bảy mấy năm rồi. Bên Đông Âu cũng hơn 40 năm. Toàn bộ Việt Nam của chúng ta mới có 32 năm này, phải không ạ? Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là cái tấn thảm kịch cộng sản ấy, nó đã đến màn chót, nó phải hạ màn. Và tôi tin rằng trong cái đời sống của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta, sẽ nhìn thấy cái toàn thắng của tự do dân chủ ở Việt Nam. Đấy là một cái niềm tin mà lúc nào tôi cũng có. Thì kính thưa các bạn, tôi cũng không làm được cái gì nhiều đâu, cũng chỉ thường xuyên gọi điện thoại về cho trong nước, động viên anh em trong nước, những người bị tù, những người đang hoạt động,
và có lấy cái kinh nghiệm của mình nói chuyện với họ, giúp họ trong cái con đường đấu tranh. Thì tôi thí dụ như là tôi có nói với anh Nguyễn Khắc Toàn, anh Nguyễn Vũ Bình nhiều lần, là các anh ấy lâm vào cái tình trạng là có quá nhiều lãnh đạo mà lại không có quân. Thì người Mỹ nó có câu là nghĩa là too many chiefs and not enough Indian. nhiều lính quá mà nhiều tướng quá mà không có quân, thì các anh phải hoạt động thực tế mới được, phải có cơ sở, phải có nhiều chân rễ đi khắp nơi, mà muốn thế phải hoạt động bí mật. Thế còn chúng tôi ở ngoài này thì sự thực là cũng chưa cần đến quyên tiền đồng bào. Hồi tôi mới sang thì nếu tôi quyên tiền các nơi ấy, họ cho tôi tiền chứ không phải tôi quyên, mà nếu tôi nhận thì tôi có thể nhận được vài trăm ngàn đô la. Nhưng mà hồi đó tôi từ chối, lý do là vì tôi không dùng đến tiền. Mà ngay bây giờ cũng vậy thôi ạ. Chính Cha Lợi, chính những người trong nước nói là đưa tiền về bây giờ cũng chưa có một cái cơ sở nào nó quản lý nổi cả. Là vì nó chưa có tổ chức to, nó chưa có phong trào lớn á. Thì cái nhiệm vụ giúp ở ngoài này nó còn nhỏ. Tôi thí dụ trừ trường hợp mà giúp cho cái tờ báo của Cha Lý Cha Lợi là độ vào khoảng 2.000 đô la một tháng. Thì từ 2.000 đô la, mà do có 2.000 đô la một tháng đó, thì đây là chúng tôi có quyên tiền ở San Jose và gửi cho Cha Lý Cha Lợi. Thì Cha Lý Cha Lợi phát triển cái tờ báo từ 2-3.000 số lên 10.000 số. Thì tôi có hỏi là có phát triển được nữa không? Thì chính Cha Lợi đã bảo thấy từ từ, chứ bây giờ gửi về chưa được. Vậy vì tại sao? Ngay chúng tôi gửi tiền về cũng dè dặt lắm. Gửi 2.000 một tháng mà gửi làm 2 lần nhé. Vì nhỡ nó có đến khám nhà, nó bắt, thì nó có mất ít thì mình đỡ đau. Chứ nếu mà gửi 2.000 hoặc là gửi 12.000 rồi mà lúc mà nó thu hết ấy, thì mình ở ngoài này cũng xót chứ phải không ạ? Tiền đồng bào chứ có phải là gửi như thế được đâu ạ. Thế rồi cái việc mà Cha Lý nhận được 70.000 đô la của Đài Phát Thanh Quê Hương nó gửi về, thì cha dùng cái số tiền đó để lo cho giáo dân An Truyền và Nguyệt Biều. Cho nên là cha mới, giáo dân chỉ có 200 người đấy nhé. Thế mà sau khi cha về vài năm, từ 200 người lên 500 người. Ở cái thời đại tiêu thụ này mà, chủ nghĩa tiêu thụ này mà có 300 người trong cái vùng đó mà theo đạo trong chớp nhoáng như vậy, thì đủ hiểu là cái uy tín của Cha Lý lớn đến như thế nào. Cha Lý không sơ múa một đồng nào cả. Tôi sống trong tù với Cha Lý tôi biết. Tôi và Cha Lý ăn chung với nhau mà. Chúng tôi ăn chỉ đây là kinh tế thị trường, trong tù muốn mua cái gì thì mua đấy. Mua cá cũng được, mua thịt được, thịt gà cũng được, làm thịt dê cũng được, nếu cứ có tiền. Vì là nó đều chém gấp đôi cả. Thế nhưng mà tôi với Cha Lý là chỉ có một tí lạc, rang với lại muối hoặc nước mắm để ăn với cơm thôi. Thế còn Cha Lý có nhiều tiền, là vì giáo dân viện trợ Cha Lý đều dùng cái tiền đó để giúp đỡ những cái người quá đói khổ ở trong tù. Vì thế Cha Lý sống ở đâu có uy tín đến đấy. Thì những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước bây giờ cũng phải học tập cái gương Cha Lý. Thế tôi có khuyên anh em như vậy. Thế còn bây giờ sự giúp đỡ cho những người trong nước thì nó rất dễ. Là vì chỉ cần gửi cho mỗi người một tháng được 100, tùy hoàn cảnh, người thì 200, người thì 100 đô la một tháng thôi, là để họ đỡ chết đói, để họ có đủ khả năng hoạt động. Mà nếu mà nó chưa có quản lý rõ rệt ấy mà nếu chúng ta gửi nhiều tiền về ấy mà, thành thật mà nói lại còn làm hư họ nữa cơ. Nếu gửi nhiều tiền về quá cho mọi người làm hư họ nữa. Vì chúng ta phải thấy này này, những người đấu tranh trong nước bây giờ tuy là dũng cảm đấy, nhưng mà nhớ một điều là họ là con người. Con người có nghĩa là cũng như chúng ta, có đầy đủ thói xấu, có cái tốt, có cái xấu, cũng có cái tham lam, cũng có cái háo danh, có nhiều thứ lắm. Cho nên chúng ta đừng có buồn khi thấy người trong nước phạm sai lầm, khi thấy người trong nước có phút tỏ ra yếu đuối, là những người đấu tranh đấy. Cái chuyện đó chúng ta phải coi là bình thường, vì họ là con người mà. Chứ còn tìm những cái mẫu người hoàn hảo mà, thì chỉ có những chế độ độc tài, nó nặng tượng, nó thờ như Hồ Chí Minh hay Mao Trạch Đông thôi, thì mới là hoàn hảo thôi. Chứ còn con người là bình thường. Cho nên chúng ta đừng thất vọng khi thấy anh em trong nước phạm những sai lầm, có những cái vấp ngã. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Thì cái việc giúp đỡ này thì sự thực là chúng tôi vẫn làm. Tôi vẫn làm. Là vì sao? Là vì tôi, hồi tôi ở trong nước, tôi ra tù năm 91, thì tôi được đồng bào hải ngoại để giúp đỡ tôi. Thường xuyên cứ một tháng lại gửi 100-200 đô la về cho tôi mà. Thế vì thế cho nên tôi sống 4 năm trời ở trong nước một cách ung dung,
không phải lo về kinh tế cho đến ngày sang Mỹ. Thế mà đến lượt tôi sang đây thì ngược lại tôi cũng có cái trách nhiệm giúp đỡ phần nào thôi cho những người đấu tranh ở trong nước, và một số anh em bạn chúng tôi giúp cho họ như thế là đủ, đủ để cho họ sống, chưa đến lúc phải quyên tiền đồng bào. Khi nào cần đến phải quyên tiền hàng triệu đồng đấy, phải không nào, thì chính tôi và một số người nữa sẽ đi khắp nơi quyên tiền, lập một cái ủy ban để đưa cái tiền về đó, phát động cái cuộc đấu tranh trong nước mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái lúc đó nó chưa tới cho nên chưa làm để trình bày với các bạn. Thì thưa các bạn, là cái bài tôi là cái người thì rất là thiết thực. Ngay khi tôi làm thơ cũng vậy, bây giờ nói cái tập thơ Hoa Địa Ngục, tôi làm thơ là mục đích tối cao của tôi là đưa vào trong Nam, đưa vào trong Nam để cho đồng bào hiểu rõ cái hiểm họa cộng sản, đừng có đùa với nó. Nó mà cai trị được ấy thì khốn nạn ngay lập tức. Muốn đưa cái thơ đó vào trong Nam để cho đồng bào hiểu biết về cộng sản, thấy cái nguy hại của nó để mà thêm sức chiến đấu. Thế nhưng mà tiếc thay, năm 77 tôi được tha thì miền Nam đã mất 2 năm rồi. Vì thế cho nên mới phải đưa ra ngoại quốc để cho người Việt hải ngoại đọc và để cho thế giới nó biết về cái thảm cảnh của Việt Nam. Mà để làm cái việc đó mà tôi cũng phải hy sinh chứ. Cho nên khi mà tôi mang tập thơ vào tòa đại sứ Anh ấy, là nói thật mà điều là phải coi như mình đã chết đấy, coi như mình đã chết, coi như lần này là chết đấy. Lần trước chưa có gì cả mà nó đã bỏ tù tất cả là 15 năm rồi. Thế lần này ngang nhiên chống lại chúng nó như vậy mà, ngang nhiên chửi Hồ Chí Minh, chửi Mác Lênin như vậy thì chắc chắn là phải chết trong tù. Cho nên là trước khi vào cũng phải quyết định hay go lắm. Giờ tâm sự với các bạn, tôi ngồi tôi ăn cơm này, tôi ở mình mà, có một cái song bo bo, có mấy tí rau chấm nước mắm, ngồi ăn. Trước khi vào sứ quán, ngồi ăn ở Hải Phòng này, thì tôi gắp cái rau muống, tôi chấm vào cái nước mắm, thì tôi đã nghĩ mà, rồi đây không bao giờ có rau muống với nước mắm gì nữa đâu. Là vào tù thôi mà. Và không bao giờ có được cái song bo bo nó đầy thế này nữa đâu. Khi tôi nằm, tôi gối đầu lên cái chiếu, có cái quạt tay voi của Liên Xô, quạt máy mà, nó chạy lè rè, thì lại nghĩ mà, rồi đây sẽ không bao giờ có cái quạt này nữa đâu, bước thì phải chịu thôi. Tính toán chán, suy nghĩ chán, nhưng mà phải quyết định, phải làm. Năm mấy tôi mới có 40 tuổi, vì tôi nghĩ là nếu mà già nữa mà, sẽ không còn gan nữa. Lúc nó còn một tí gan nữa, nó còn trẻ đấy, nó còn một tí gan thì tôi dùng nốt đi. Chứ nếu mà nó nhiều tuổi rồi ấy, thì là sẽ có khi e ngại, không dám nữa thì phí cuộc đời đi. Thế cho nên mới quyết định vào. Mà tôi nghĩ là nếu mà cứ sống lay lắt như vậy mà thì cũng không khác được cái chết. Cho nên sau khi tôi vào sứ quán xong, tôi vào xà lim tôi nằm mà, thì tôi làm ngay 4 câu thơ thôi. Tôi rất mừng tôi làm ngay 4 câu thơ thôi. Thêm mấy chục năm sống nữa tích sự gì, khi uổng phí cả đời thơ tận tụy. Nay bước lao tù nếu ta ngã quỵ, thơ đã tung trời băng lưới thép bay đi. Rồi. Thì thưa các bạn là cái mục tiêu của tôi như vậy, mà nó có cái đau khổ này này. Tôi sống tôi quen nhiều nhà văn nhà thơ lắm, tôi thấy đại đa số là gì, muốn an thân, dù muốn dù không phải trở thành bồi bút. Từ Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu Trọng Lư, vân vân, không có anh nào không trở thành bồi bút cả, toàn ca ngợi Đảng thôi. Sử gia cũng vậy, nếu mà thế thì nguy hiểm lắm, sau này con cháu đồng bào hải ngoại làm sao mà biết được cái thực trạng của Việt Nam. Thế vì thế nên tôi mới quyết định làm thơ từ những cái lần tôi đi tù đầu tiên là năm 1961, để ghi lại cái lịch sử. Mình coi mình như cái người thư ký trung thực của thời đại, ghi lại cái lịch sử của dân tộc, một cái lịch sử đớn đau quái gở chưa từng có trong lịch sử Việt Nam thì phải ghi lại. Thế nhưng mà ghi lại bằng văn xuôi thì không được, là vì phải viết, văn xuôi thì không nhớ được, phải viết. Thế mà tôi ở trong tù làm gì có giấy bút à?
mà nó khám chạy luôn ấy, theo dõi luôn, không viết được. Vì thế mới phải làm thơ. Làm thơ là để trên đầu, trong đầu nhớ lại. Cho nên đến bây giờ tôi thuộc đến cái bước, đến bây giờ tôi đọc vẫn lầu lầu thôi. Bây giờ thì quên nhiều thứ, nhưng mà riêng thơ học ở trong tù là vẫn nhớ lầu lầu. Thì tôi có nói thế này này, tôi thấy các nhà văn trong nước, nhà thơ trong nước ấy, làm tôi tớ như vậy thì làm sao mà văn nghệ nó tự do, không ăn ai, đúng không ạ? Huống chi bây giờ mà lại xiềng xích đủ thứ như vậy, e ngại đủ thứ như vậy, kiểm soát đủ thứ như vậy, làm sao là làm hay được. Cho nên tôi có nói thế này, đây là tôi nói về tôi thôi. Trung thực cần cù, chết tù không sợ, tim ốc tung hoành, tuyệt đối tự do. Tất cả vì thơ, thơ chữa hay cho, nói chi những phường co do tôi tớ. Co do tôi tớ làm sao mà làm có thơ, đúng không? Đấy. Đấy. Vì thế nên tôi đặt cho mình cái trách nhiệm như vậy. Mà thơ của tôi là lấy chất liệu từ đâu? Là lấy chất liệu từ sự thật. Thơ của tôi không tưởng tượng. Nhiên liệu ngàn duyên xiết, bệ phóng ngàn ước mơ, người lái con tàu thơ, thần tự do bất diệt. Phải có cái tinh thần tự do thì mới lái được. Triệu cuộc đời khổ oan, nát tan trăm ngàn mảnh, chấp lại mới hóa thành, mấy vần thơ ai oán. Nó là chất liệu cuộc sống, chứ nó không phải là cái chuyện tưởng tượng. Phạm Văn Đồng có viết bài về Nguyễn Trãi, thì ví Hồ Chí Minh với Nguyễn Trãi, thì ông Nguyễn Trãi là cái người mà sau khi được Lê Thánh Tôn mà minh oan cho đấy, thì ví ông là người lưỡng ước trai, tâm thượng như khuê tạo, là cái tấm lòng của ông ước trai ấy, nó trong sáng như sau khuê buổi sớm. Thế thì ông Phạm Văn Đồng thì cứ ca ngợi Hồ Chí Minh là còn hơn Nguyễn Trãi. Thì tôi đọc báo, tôi được biết cái tin đó ở trong tù. Thỉnh thoảng có báo đọc được cái tin đó, tôi làm ngay thơ đấy. Là đừng đem Hồ Chí Minh so với ức trai khuê tạo. Ai lại so quái vật với người hiền? Một đằng thầy tù lao chết chóc triền miên, một đằng thì mở lượng hiếu sinh, lấy trí nhân thay cường bạo. Đừng so như vậy. Cho nên là những cái bài thơ tôi làm nó xuất phát từ thực tế. Mà lãnh tụ cộng sản thì ông nào cũng xính thơ cả. Vì họ biết là làm thơ thì nó sẽ lưu truyền lại lâu. Cho nên là từ Trường Chinh, ký là Sóng Hồng này, Lê Đức Thọ cũng làm thơ, Xuân Thủy cũng làm thơ, Hồ Chí Minh cũng làm thơ, phải không nào? Nên là không có ông nào không làm thơ cả. Mà thơ nó làm ra nó in không biết bao nhiêu số nhé, phí tiền nhân dân mà. In nó vất đầy ở trong các thư viện ấy, rồi các hợp tác xã này, các cơ quan bộ đội, các cơ quan hành chính nó phải mua hết. Nó in có thể nó in hàng triệu bản đấy cơ. Tiền của nhân dân nó cần gì đâu. Thế nhưng mà sự thật thì có mấy ai đọc được đâu ạ. Thế thì tôi cũng có làm bài để nhận xét về cái thơ của công ấy làm. Đó là xuất phát từ thực tế đấy ạ. Thì tôi có viết thế này, là thơ lãnh tụ trung ương làm, xin đại xá. Khi đọc buộc lòng phải có khẩu trang. Tôi nói thế không hề nói quá, không tin thời cứ chọc thử vài trang. Thì là thấy ngay cái giá trị của thơ nó như thế nào. Và cũng nói thật với các bạn thế này này, dân nó chửi ghê, đừng nói là cái dân Việt Nam nó ngu dốt đâu nhé. Cái hồi đó là ai cũng chửi thôi, ai cũng chửi, chửi những thằng cộng sản này, chửi là chửi với nhau thôi, chửi ngầm thôi, chứ không có báo chí, không có gì cả. Thế nhưng mà sự thực thì nó biết là dân chửi, cho nên nó bỏ tù nhiều lắm. Mà chửi thì đâu nó có lo gì đâu ạ. Cộng sản nó không lo phải không ạ? Cho nên tôi có làm bài thơ nói về cái tình trạng đó này. Say rượu Tây mà no cơm tàu, duẩn trinh đồng cười bảo nhau, dân chửi nhiều có sao đâu, mẹ chúng mình chết đã lâu rồi. Chửi không sao cả, tha hồ chửi phải không ạ? Thì đấy nó là những cái thực cảnh mà làm ra. Nó xuất phát từ sự thực. Tôi thí dụ như là khi tôi ở trong tù thì
Thì các bạn có thể tưởng tượng là chúng tôi ăn cỏ, vì cỏ thì nhiều lắm, không thiếu đâu, đi đâu cũng thấy cỏ thôi. Thế thì mới nghĩ cách, thì có một anh bạn kết mà cái này mẹ, trâu bò nó ăn nó sống mà, mẹ phải có chất bổ nó mới sống chứ. Chứ không có chất bổ thì sao trâu bò nó sống, phải không ạ? Tất nhiên phải có chất bổ. Thế là mấy ông bạn ta mới luộc thử cỏ lên ăn. Thế nhưng mà ăn xong rồi nôn hết này, ăn xong rồi nôn ra hết. Thì tôi cũng do cái cảnh thực ấy ra, nó có cái ghi gô, hộp sữa ghi gô ngày xưa dùng để đun mà. Thì chúng tôi có làm đun thử một hai gô để ăn này, nôn này, tôi mới làm bài thơ thế này này. Tôi lý luận mà, là con trâu khỏe như hổ, nó chủ yếu ăn cỏ. Vậy trong cỏ phải có chất bổ đúng không anh? Bạn luộc gô cỏ xanh, ăn thí nghiệm không thành, nôn ngoẹ hết còn đâu, tiếc thay người khác trâu. Người không bằng trâu. Thế thì cũng thưa với các bạn, cũng thưa với các bạn một điều nữa là sau đó chúng tôi ngồi trong tù nó rỗi mà, lại bàn với nhau, và bây giờ giả thử mà gạo mà cỏ mà nó bổ thật thì thế nào. Thì tôi lại tính toán thế này, nếu cỏ bổ như gạo, nếu cỏ bổ như gạo ấy, dân cũng chẳng được no, đảng quản lý ngay cỏ, khan hiếm giá vụt gạo. Đâu phải nói tào lao mà đảng là như thế đó mà rồi. Nếu mà cỏ mà lại bổ như gạo thì bỏ mẹ này. Thế tất cả những chỗ tôi đứng hoang mà sao đến, phải không nào? Thế thì thưa các bạn, là thơ của tôi làm nó là những cái thực tình thực cảnh như vậy, mà để ghi lại tất cả những cái thảm cảnh, ghi lại những cái thảm cảnh như vậy. Nói như vậy chứ không phải là không có cái lúc thất vọng đâu, có những lúc buồn lắm, thất vọng lắm. Thế nhưng mà tôi vẫn nói thật là sống được mà, nó cũng là nhờ cái linh hồn sông núi nó giúp mình, nhờ khí thiêng nó giúp mình để mình sống, cố sống. Cho nên tôi nói thế này, bản thân tôi rất thích sống cuộc đời bình lặng thôi, phải không ạ? Sống yên ổn bình lặng thôi. Thế nhưng mà phải đẩy vào cái tình trạng đó, mình phải chiến đấu đây, phải chiến đấu. Cho nên là nhiều lúc trong tù tôi đứng yên, tôi nói thế này: ta đứng trầm tư hóa đá, linh hồn sông núi nhập vào ta, đỡ ta không gục ngã và nhắc ta không được ngã. Nghĩa là phải chiến đấu, phải tin tưởng ở cái thắng lợi của chính nghĩa, của lẽ phải và của điều thiện. Thì bây giờ nói chuyện cũng đã tương đối dài rồi, thì mong các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ đặt câu hỏi để chúng ta cùng thảo luận và trao đổi với nhau, phải không ạ? Để tìm ra những cái ý kiến tốt nhất để đem áp dụng ạ. Vâng, xin cảm ơn các bạn lắng nghe. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta cần, có lẽ là để cho chú Thiện cũng giải lao nữa, cho nên chúng ta sẽ để chừng 15 phút quý vị ha, trước khi chúng ta trở lại. Wow. Xin cảm ơn, xin mời quý vị ra sau uống trà, cà phê và chúng ta sẽ trở lại vào 15 phút. Dạ vâng, trước tiên hỏi xin được kính chào quý vị đoàn khách cùng có mặt trong buổi hội thảo hôm nay. Và đặc biệt Hoàng Hải cũng xin được kính chào nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Vâng, hôm nay Hoàng Hải xin được trình bày hai bản nhạc. Cái bản nhạc thứ nhất có tựa đề là Bác Hồ rồi lại Bác Tôn. Cái bài này là một bài hát do thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã từng làm ở trong tù. Bài thơ có cái nội dung như sau: Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, cả hai đều thích ôm hôn nhi đồng, nước da hai bác màu hồng, nước da các cháu nhi đồng màu xanh. Giữa hai cái mặt trần bành, những khăn quàng đỏ quay quanh cổ cò. Hoài xin được mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm. Bác Hồ rồi lại Bác Tôn, ấy 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 ấy, cả hai đều thích, ấy 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 ấy, ôm hôn nhi đồng, ôm ôm ấy ấy, hôn hôn, nước da hai bác màu hồng, ấy 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 ấy,
nước ra các châu ấy 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 nhì đồng màu xanh 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 ấy 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 giữa hai cái mặt chênh bênh ấy 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 những khăn quàng đỏ ấy 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 bay quanh cổ co bay bay ấy ấy bay 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 lại bác tôn ấy 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 cả hai đều thích ấy 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 ôm hôn nhi đồng ôm ôm ấy ấy hôn hôn nước da hai bác màu hồng ấy 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 nước da các châu ấy 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 nhi đồng màu xanh 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 ấy 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 giữa hai cái mặt chênh bênh ấy 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 những khăn quàng đỏ ấy 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 bay quanh cổ co bay bay ấy ấy bay bay bay. Xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Vừa rồi chúng ta vừa nghe một bài nhạc phổ thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, là một người đấu tranh phải nói là rất là lão thành. Nhưng mà đất nước Việt Nam chúng ta không có chỉ có những người như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mà còn có những người rất trẻ. Cái người mà Hải muốn nói tới ở đây là cô Lê Thị Công Nhân, một người rất là còn trẻ và cũng đang đấu tranh một cái tinh thần bất khuất cũng giống như là ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Và trong cái tâm tình của cô Lê Thị Công Nhân cũng như cái lập trường thì Hải nhận ra cũng một cái đặc điểm giống như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, đó là không thỏa hiệp với cộng sản. Bây giờ Hải xin được mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm với tựa đề là Người Con Gái Việt Nam, Lê Thị Anh Thư. Trong tim khát khao non nước Việt hùng anh, em đi đấu tranh cho dân chủ tự do, cho dân ấm no em không ngại gian khó, cho dù thân chôn trong chốn ngục tù. Mang bao ước mơ em Lê Thị Công Nhân, nói theo bước chân oai hùng triệu chứng, hiên ngang đứng lên em đi đòi lẽ sống, đi đòi công lý cho dân nước Nam. Lê Thị Công Nhân, người con gái anh thư nước Việt, trước bao quyền luôn vẫn hiên ngang, em thắp lên một ngọn lửa xua bóng đêm dài tăm tối âm u, em thắp lên một ngọn lửa trong đêm đen loài quỷ ma kinh hoàng. Em đi đấu tranh cho đất mẹ ngày mai vinh quang sáng tươi xanh vai cùng năm châu, qua cơn khổ đau hướng tới ngày tươi sáng, tới ngày huy hoàng trong khúc ca vàng.
Em đi đấu tranh cho nước Việt đẹp tươi, em đi đấu tranh cho dân chủ giống ngòi. Em không hòa hiệp với loại giặc nô đang gây bao sầu lo trên khắp quê hương. Nêu cao tấm gương tranh đấu vì non nước, em như ngọn đuốc thắp lên giữa đêm trường. Em đi đấu tranh cho nước Việt đẹp tươi, em đi đấu tranh cho dân chủ giống nòi. Em không hòa hiệp với loại giặc nô đang gây bao sầu lo trên khắp quê hương. Nêu cao tấm gương tranh đấu vì non nước, em như ngọn đuốc thắp lên giữa đêm trường. Lê Thị Công Nhân. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hồ Hải. Bây giờ tới phần thảo luận. Chúng tôi kính mời ngục sĩ Nguyễn Duy Thiện và trên bàn chủ tọa chúng tôi kính mời ông Nguyễn Thế Phong lên trên bàn chủ tọa để điều hợp buổi hội thảo. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có một cái microphone mà anh Hiệp sẽ, khi nào quý vị giơ tay thì chúng tôi sẽ đưa microphone đến để quý vị tiện đặt câu hỏi. Và nếu quý vị nào cảm thấy là mình không có muốn nói đó, mà muốn tiện hơn là muốn viết xuống câu hỏi, thì xin quý vị cũng có thể viết xuống câu hỏi và đưa lên trên này, và có thể xin đưa qua anh Hiệp để anh Hiệp. Và chúng tôi xin quý vị là vui lòng ngắn gọn về cái câu hỏi thắc mắc của mình, và cố gắng tránh cái gọi là, mình tiếng Anh gọi là phát biểu, tại vì đây là cái bữa chúng ta muốn tìm hiểu về những cái kinh nghiệm của mục sĩ Nguyễn Chí Thiện. Thành ra chúng ta không nên đặt câu hỏi thì hơn là nói một cái lời phát biểu. Thưa quý vị, xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng tôi có cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ nhất là: biến động ở Miến Điện với hàng trăm ngàn người biểu tình theo ngục sĩ có ảnh hưởng gì đến tình hình phản kháng ở Việt Nam hay không? Vâng, thì kính thưa các bạn, là gần đây ở Miến Điện đấy thì nó có đến hàng mấy ngàn các vị sư sãi, thế và nếu kéo theo cả nhân dân đó thì có thể nói là đến hàng trăm ngàn chứ không phải ít đâu, khắp nơi. Thế mà bọn Miến Điện thì nó đã đàn áp một cách rất là tàn bạo. Thế mà quân đội Miến Điện cũng như cảnh sát Miến Điện thì có nhiều đơn vị đã đứng lên bình phục cho nhân dân. Đây là những cái tin rất mừng. Thì theo tôi hiểu ấy, thì tất cả những cái biến động ở trên thế giới, ở những cái nước độc tài tương tự như Việt Nam, tôi thí dụ như là Miến Điện chẳng hạn, thì nó mà bùng nổ thôi chứ chưa nói gì đến thành công, thì nó cũng là một cái điều rất là phấn chấn cho với lại những nhà đấu tranh dân chủ và cho người dân Việt Nam. Nó sẽ có một cái tác động trực tiếp là khuyến khích và nâng đỡ tinh thần những người mà tổ chức đấu tranh ở trong nước, và nó có thể là có những cái bài học kinh nghiệm mà người trong nước cũng có thể là rút ra được. Thì đây nó là một cái điều rất là đáng mừng, vì bọn quân phiệt Miến Điện ấy, nó cũng rất là đàn áp, rất là dã man. Mà bà Aung San Suu Kyi là cái người mà đã bị quản chế 15-16 năm nay rồi, thì bà ta vẫn bị quản thúc. Thì tôi nghĩ đây nó là một cái sự kiện mà nó làm cho thế giới phải nhìn thấy và phải có những cái biện pháp chế tài đối với cái bọn quân phiệt Miến Điện. Mà người dân trong nước của mình ấy, thì nói chung là những cái biến động trên thế giới nó đều có ảnh hưởng trực tiếp, là làm cho con người dân là tin tưởng rằng ở bất cứ cái nơi nào có độc tài, có áp bức, thì ở nơi đó là phải có đấu tranh. Mà đấu tranh là cái con đường duy nhất để mà có thể dẹp bỏ được những cái cường quyền nó đang đàn áp đồng bào. Thì từ ở bên Nam Dương, từ ở những nước như là Ukraine, thế rồi bây giờ là Miến Điện, thì tất cả những cái đó mà nó dâng lên thành một phong trào
thì tôi nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng tốt đến cái tiến trình đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam. Thế nhưng mà cũng phải kính thưa với các bạn một điều thế này, là nó thành công hay không thành công, nó còn tùy thuộc ở rất nhiều yếu tố, mà chủ yếu là cái yếu tố trong nội bộ cái đám cai trị ấy, nó có những sự phân hóa, nó có những cái sự mà chia rẽ, và cũng có những cái bộ phận nó thức tỉnh, thì lúc bây giờ mới đi đến thành công được. Thì cái tấm gương mà ở bên Miến Điện ấy, mà có thể huy động được rất nhiều người xuống đường biểu tình như vậy ấy, mà nó cũng là một cái bài học cho những nhà đấu tranh dân chủ trong nước. Thì ở Miến Điện mà một lúc mà huy động được rất nhiều người như vậy ấy, thì đều phải có sự vận động, có sự vận động quần chúng. Nếu mà không có sự vận động, không có tổ chức, mà không có thông tin, thì không bao giờ có thể huy động được vài ba chục ngàn hoặc là hàng trăm ngàn khắp nơi Miến Điện mà đứng lên như vậy. Thế đứng lên như vậy mà nếu duy trì được cái phong trào đó càng ngày càng lan rộng ra thì sẽ thắng lợi. Mà nếu phe nổi dậy mà nó đàn áp nổi, đàn áp được ấy, thì đấy nó cũng là một cái bài học, mà đấy cũng là một cái rèn luyện, một cái trường huấn luyện cho cái cuộc đấu tranh trong tương lai. Thì tôi xin nêu những cái thí dụ như thế này. Nhiều khi nó chỉ một ly thôi là nó thất bại hoặc thành công. Cho nên cái vận nước nó cũng đóng một vai trò quan trọng. Tôi thí dụ những cái vụ biểu tình ở Thiên An Môn bên Trung Quốc đấy, năm 89 đấy, nó huy động có thể nói là ở riêng Bắc Kinh ấy mà, còn các nơi nữa. Riêng Bắc Kinh nó huy động đến hàng triệu người biểu tình ở Thiên An Môn. Thế mà cái biểu tình này nó gây một cái tiếng vang rất lớn cho Việt Nam cũng như là cho thế giới. Thì tại sao mà có thể làm được như vậy? Là vì rằng thì là trong Đảng Cộng sản nó có phân hóa rất lớn. Có hẳn một phe đứng về phía sinh viên. Thế mà chỉ còn một chút may mắn thôi là có thể thành công. Tôi xin thí dụ thế này. Khi mà chính phủ Trung Cộng đấy, Lý Bằng, Đặng Tiểu Bình điều động quân đội Bắc Kinh đến để dẹp đám biểu tình, thì quân đội Bắc Kinh nó không chịu bắn vào đám biểu tình, thì chúng nó phải điều động những cái quân đội ở những cái vùng biên cương xa xôi đến, và nó cho uống rượu, nó dùng thuốc, nó doping để có đủ can đảm mà đưa xe tăng bắn đại bác, bắn súng máy vào đám biểu tình thì mới dẹp được. Mà đây tôi thí dụ nhé, giả thử điều cái quân đội từ biên cương đến mà nó lại không đàn áp nữa ấy mà, thì lập tức là cái chế độ Trung Quốc nó đã thay đổi từ năm 1989. Mà cái cuộc biểu tình đó ấy, cái chuẩn bị có lẽ nó cũng chưa được chu đáo, cho nên là nó xảy ra những chuyện đáng tiếc. Tôi thí dụ như là khi mà trong bộ chính trị Trung Quốc ấy, họ bỏ phiếu đàn áp hay không, thì cái số bỏ phiếu nó lại đa số, mà cái số của Tổng Bí thư Triệu Tử Dương là thiểu số, cho nên là cái việc đàn áp đó nó mới xảy ra được. Cho nên trong cái việc nổi dậy thành hay bại, nhiều khi nó cũng còn tùy thuộc vào số phận. Đấy, chúng ta phải nói thật là vào số phận. Nhiều khi chỉ một chút thôi là thành công và một chút thôi là thất bại. Cái cuộc biến động ở Thiên An Môn cũng như Miến Điện bây giờ đấy, cái lãnh đạo nó vô cùng quan trọng. Nếu mà sai lầm một chút thôi là có thể đi đến cái chỗ thất bại hoàn toàn. Nếu mà bảo tồn được lực lượng, duy trì được cuộc đấu tranh lâu dài thì mới mong thành công. Tôi xin thí dụ như là ở cái phong trào Miến Điện nó đang xảy ra, mình chưa đi đến kết luận vội, thế nhưng mà nói ngay ở Thiên An Môn Bắc Kinh thôi, thì đầu tiên cái phe tổ chức đầu tiên ấy, những người lãnh đạo đầu tiên là các sinh viên ấy, thì họ chủ trương là khi mà quân đội mà kéo đến đàn áp ấy, thì giải tán, tự giải tán trước để giữ lực lượng, và sau đó thì lại tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình khác. Thế nhưng mà nó có cái ác thay là những cái người lãnh đạo đầu tiên ấy thì bị những cái thanh niên khác ở các vùng khác kéo đến, quá hăng hái, cương quyết là cứ trụ lại ở Thiên An Môn để chống lại với xe tăng Đại Bác. Thế vì thế cho nên là khi mà đưa xe tăng Đại Bác vào trong mấy hôm ấy thì dẹp tan được, và từ đó là phong trào bị tổn thất và cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có thể nào khôi phục lại được. Thì tôi hy vọng rằng cái phong trào Miến Điện này cũng như phong trào Thiên An Môn ở Bắc Kinh nó dạy cho những người dân chủ ở Việt Nam một bài học quan trọng,
mà cái bài học này là vô cùng quý báu. Thưa người hỏi, có bỏ thêm câu hỏi số 2 nhưng mà tôi xin dành ưu tiên cho những người rồi sẽ trở lại câu. Dạ anh Vũ giơ tay trước và kính thưa thầy sĩ Nguyễn Chí Thiện, kính thưa quý vị. Sau một phần thuyết trình dài của thi sĩ, tôi nghĩ rằng cái điều thi sĩ muốn truyền đạt đến với chúng tôi là tự do tư tưởng. Và cái cuộc cách mạng ở Việt Nam sau những biến chuyển để gọi là Đảng Cộng sản mở lối đã bị một số người trí thức không hợp tác hay là đi theo chính quyền hoặc là vì tư lợi vân vân, và khiến cho cái tiến trình cách mạng đó nó không diễn biến như là ở Liên Xô. Vậy trong cái cương vị của một người lãnh đạo tinh thần về văn hóa, thi sĩ có những kinh nghiệm gì để cho các thế hệ mai sau của những người trí thức Việt Nam muốn truyền đạt, muốn làm một cuộc cách mạng giống như là người trí thức ở Liên Xô? Vâng, thì thưa tất cả các bạn, tôi sống ở trong nước và tôi cũng có kinh nghiệm là cái việc đầu tiên ấy là mình phải giải tỏa được cái nỗi sợ của những người hoạt động trí thức. Thì những người trí thức trong nước theo như tôi hiểu bây giờ ấy, thì cái nỗi sợ hãi nó đã giảm đi nhiều, nó đã giảm đi nhiều rồi, nó không còn quá sợ hãi như cái thời mà năm 86, 87, 88 ấy, là cái cơ hội mà có thể bùng lên được. Vì lúc bây giờ tôi ở trong nước, tôi biết sau hơn 30 năm bị đàn áp dữ dội thì nhân dân miền Bắc cũng như là miền Nam đều sống trong cái sự lo sợ bị khủng bố. Cái đó nó là một sự thật. Này có học, thế mà anh có mắt như mù, không được đọc những điều anh muốn đọc. Anh có tai như điếc, không được nghe những điều anh muốn nghe. Anh có mồm như câm, không được nói những điều anh muốn nói. Thì anh thấy cái cuộc sống đó có xứng đáng là cái cuộc sống là một con người không? Chứ chưa nói là người trí thức nữa. Mà khi mà mình thức tỉnh từ những cái tình cảm ấy của họ mà, thì họ sẽ phẫn nộ và họ sẽ dám đứng lên. Thế nhưng mà tiếc thay ở trong nước là cái số người mà đi vận động ngấm ngầm như vậy ấy, nó còn quá ít. Thì bây giờ phải làm thế nào tăng cường cái số người đi vận động lên. Thêm một điểm nữa là khi mà có những cái tờ báo bí mật mà nó lưu truyền ở thành phố, có những tờ truyền đơn bí mật nó lưu truyền ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, vân vân, thì nó sẽ có một cái kích động lớn tâm lý nhân dân. Là vì đây, trong nước đây đang hiện diện những lực lượng đấu tranh đòi dân chủ, đang hiện diện tận trong nước, thì nó có một cái sức kích động lớn mạnh hơn nhiều là Internet. Vì Internet nó âm thầm, anh ngồi trong buồng anh xem thôi. Thế nhưng mà những cái truyền đơn, những cái tờ báo mà lưu hành như vậy ấy mà, thì trước nhất nó làm cho nhân dân phấn khởi, biết rằng trong nước có những lực lượng chống lại nhà nước, đòi lại dân chủ tự do, thì nó có tính chất kích thích rất là ghê gớm. Thêm một điểm nữa là nó sẽ làm cho Bộ Công an rối loạn, lo ngại. Vì khi mà một độ 5.000 tờ truyền đơn, 10.000 tờ truyền đơn mà tung ra ở Sài Gòn hay Hà Nội mà không biết ai là thủ sướng, không biết ai đứng ra làm, thì công an nó phải họp hành liên tục, cử người đi điều tra khắp nơi, nó sẽ làm cho Bộ Công an rất là bận rộn, lo lắng. Thì tất cả những cái đó là những cái yếu tố để mà chuẩn bị cho những cái cuộc xuống đường, cho những cuộc biểu tình trong tương lai. Mà nếu không có sự chuẩn bị đó, không có sự vận động đó mà, thì sẽ không bao giờ có được những cuộc biểu tình lớn cả. Xin mời chú có mặt, chú giơ tay sau đó. Kính thưa thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thưa tất cả các quý vị, tôi thì không đặt câu hỏi nhưng mà tôi xin nói một cái đề nghị như thế này. Được biết rằng là thi sĩ là người rất là quen nhiều các văn nghệ sĩ miền Bắc. Tôi xin đưa một cái đề nghị là nếu có thể được thì thi sĩ trong những cái ngày mà trong những ngày tới, thi sĩ có thì giờ nên viết một cái cuốn sách có thể đề tên là Những tên bồi bút văn nghệ miền Bắc chẳng hạn. Thế tại sao tôi lại đề nghị với thi sĩ viết mình như vậy? Thì tôi xin kể sơ qua tôi một chút và tại sao ngày xưa tôi không theo Cộng sản.
là năm 1954, khi mà có cuộc di cư từ miền Bắc vào trong miền Nam, thì tôi lúc đó đi vào trong miền Nam mới có 10 tuổi. Và khi mà tôi ở miền Bắc ấy, thì tôi ở một cái làng, tôi ở cái vùng Bù Chu Phát Diệm, tôi ở vùng Bù Chu. Tôi ở một cái làng mà ban ngày ấy, thì là quốc dân phá, ban ngày là quốc gia, ban đêm ấy, thì là Việt Cộng. Thành thế ra tôi bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái đường lối tuyên truyền và văn nghệ của Cộng sản. Vì thế mà cho nên khi vào miền Nam rồi thì tôi vẫn đọc những các cái tài liệu mà các cái từ báo chí của Hà Nội xuất bản gửi vào trong miền Nam, do một cái người bạn về sau này thì anh ta theo Cộng sản rõ ràng. Cái người mà theo Cộng sản về sau này là chắc ở trong này quý vị có một vài người biết rất danh tiếng là anh Nguyễn Trọng Văn. Nguyễn Trọng Văn là người đồng lớp với tôi, ở học sinh ở trường Chu Văn An, và sau này anh ta theo Cộng sản và bây giờ cũng đã giác ngộ rồi nhưng mà bị đày đọa. Thế thì khi đó cái nhóm của cái đám Nguyễn Trọng Văn ấy vẫn liên lạc với tôi để mà có thể tuyên truyền níu kéo. Nhưng mà rất may mắn là tôi được đọc một cái cuốn sách, là đầu đề là cuốn đó là có lẽ bây giờ không ở đâu còn có cả. Cuốn đó là cuốn Tố Hữu và các nhà văn thơ vô sản. Cuốn đó xuất bản năm 1958 ở Sài Gòn xuất bản do Bộ Thông tin xuất bản. Và cuốn đó tác giả là Trần Thanh Nguyên. Ông ấy nói rằng là, anh ta nói rằng lúc đó anh ta mới có 25 tuổi và anh ta là người vượt tuyến khi mà Hà Nội, Hải Phòng đóng cửa rồi, không cho gì vào trong Nam nữa, thì anh ta đã vượt tuyến ở sông Bến Hải vào trong này. Và khi ta vô trong miền Nam thì ta viết cái cuốn là Tố Hữu và các nhà văn thơ vô sản. Tôi được đọc mấy câu thơ ở trong đó, là nó nói về Tô Hữu, là nói là Tô Hữu đã làm những cái câu mà ghê gớm, những cái câu được ca tụng Stalin, như là đời đời nhớ ông, như là thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình, thương bột, thương ông, thương mười. Rồi những cái câu ghê gớm như là sung sướng quá nghe con tập nói, tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Thì thế tôi đọc những bài thơ, tôi lấy lạ lùng quá. Tôi bảo tại sao lại nô lệ cái kinh khủng như thế này. Thì bây giờ tôi có một lời đề nghị là thi sĩ là cái người quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ miền Bắc như vậy đó, thì xin nghệ sĩ, xin thi sĩ có thì giờ thì viết cho một cuốn sách là những cái tên bồi bút văn nghệ của Cộng sản ngày xưa đó, nó đã ca tụng Đảng Cộng sản như thế nào và làm hại nhân dân như thế nào. Trong này, trong những cái thi sĩ miền Bắc ấy, ngày xưa tôi thích lắm là Xuân Diệu. Chắc là ở đây nhiều người biết ông Xuân Diệu làm cái bốn cái câu thơ mà ai cũng thuộc lòng bây giờ nè. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu làm sao tôi buồn, chắc là các quý vị đều biết. Thế tôi thì xin đề nghị với lại thi sĩ là nếu có thể được thì xin thi sĩ viết cái cuốn sách tố cáo tất cả những các cái tội ác, tức là tất cả những các cái lời ca tụng mà họ đã hết lời ca tụng Cộng sản miền Bắc. Xin viết lời đó đề nghị. Dạ không. Dạ cái này không phải là câu hỏi, thành ra nếu mà chú Thiện đó là một cái lời đề nghị. Và sau đây xin mời anh An. Dạ. Yeah. Và sau đó là anh Long. Là con xin lời đầu tiên là xin thay mặt cho cha Lý, cha Lợi, cha Giải, cha Tín và các gia đình của chị Nhân, anh Đài, cũng như là anh Phong, anh Thành đang bị tù, xin gửi lời cảm ơn đến bác Nguyễn Chí Thiện, là một người đã tích cực trong thời gian qua, đã hăng say trong vấn đề tiếp tay với anh em, chị em ở trong nước trong việc mà tẩy trừ cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Và xin gửi lời đến cảm ơn bác và hy vọng rằng tương lai bác vẫn tiếp tục để mà trong vấn đề mà hợp tác với anh em ở trong nước. Bây giờ ngoài này bác có rất nhiều điều kiện trong vấn đề mà vận động để mà tẩy trừ cái Đảng Cộng sản. Tôi cần nhớ có một cái câu mà bác nói mà bây giờ đây chỉ đưa ra để cùng là vinh danh bác. Nếu nhân loại, nếu mọi người đều hiểu biết Cộng sản là gì, từ nó sẽ tan đi.
Đó là một cái câu của bác đã nói. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ở ngoài này cũng như là nhờ bác đó mình vận động vấn đề hiểu được người cộng sản là gì, thì tự nhiên chúng ta sẽ thấy là cộng sản sẽ bị tiêu trừ. Và bây giờ con xin giữ là chỉ nhân, thì là một người mà như vừa rồi anh Hồ Hải, là một người rất là hăng say, một người một cái tuổi trẻ. Và chỉ nhân có nói một câu là trước khi mà đi tù đó, chỉ nói rằng là bằng tất cả lương tâm trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc, tôi sẽ chiến đấu đến cùng cho dù chỉ có một mình tôi. Và những cái lời như vậy con nghĩ rằng là cũng nhờ bác Thiện là trong thời gian sắp tới bác, với sức lực của bác, khả năng của bác vẫn đóng cho để làm sao để tiếp tay với anh em ở trong nước. Con còn hỏi bác có một cái câu mà cũng hơi là có nhiều người thắc mắc mà cứ hỏi con mà tôi không biết cách để trả lời, là người ta nói cái hoa địa ngục. Khi mà nói đến hoa thì thưa bác là chắc nó đẹp lắm, ai cũng muốn nhìn, ai cũng muốn yêu mến. Mà khi nói đến địa ngục thì bây giờ kỳ hoa thúi địch, kỳ hoa cức lợn vẫn không có thể có tồn tại được. Mà ở đây thì bác dùng là hoa địa ngục, thì ngay đến tôi cũng như một số anh em chị em nghĩ rằng đây là có một cái gì đó triết lý ở trong đó. Và bây giờ hôm nay xin, bởi vì ra cuốn sách này, thành ra xin bác cho chúng cũng như anh em chị em ở đây hiểu rõ được tại sao bác lấy chữ là hoa địa ngục trong đó, nó có ý gì, như chúng tôi nghĩ là nó có cái triết lý gì trong đó. Và xin cảm ơn bác. Vâng, thì kính thưa các bạn, là cái lỗi của những nhà trí thức Việt Nam mà suốt đời uốn gọi bút mà làm văn đồ ấy, nó to lắm. Cái tội lỗi to lắm. Tuy là họ do sợ hãi họ phải làm, muốn yên thân mà làm, thế nhưng mà họ đã làm một cái công cụ rất là đắc lực, tuyên truyền cổ võ cho cái ác. Cái đó là mà cái lỗi khó mà tha thứ được, tuy là chỉ phạm tội bằng ngòi bút thôi. Thì chính cái tuyên truyền của họ trong bao nhiêu năm mà nó làm cho đầu óc của rất nhiều người ở trong nước bị ô nhiễm, nó thành ra tối đen lại. Thì nó có những cái điều rất là vô lý, là không hiểu sao cộng sản nó tàn ác như vậy mà có nhiều người, nhất là đảng viên đó, phải không? Vẫn còn tin tưởng đến cái mức như vậy, nó dối trá như vậy mà vẫn còn có người tin, thậm chí sùng bái. Thì đấy nó là cái tội lỗi của cái bọn bồi bút, bọn văn nô đấy, mà những cái nhà trí thức Việt Nam, những nhà văn nghệ sĩ đấy, tội to lắm. Cho nên tôi có nói thế này: một sự bất tín, vạn sự không tin. Vạn sự bất tín, hỏi ai tin? Ấy vậy mà lắm kẻ vẫn tin, tin tới mức u mê cuồng tín, do tin tức bốn phương bịt kín, do sự thực vào tù câm nín. Do tin tức bốn phương bịt kín, do sự thực vào tù câm nín, do lũ bồi văn điên đảo mẹ mìn, do tiếng đầu lòng đã gọi Stalin, do cái đầu tối đen như hắc yến, chứa chấp toàn đảng bác Mác Lênin. Chứa chấp những đồ dơ giấy bẩn thỉu đấy, phải không? Trộm cắp. Thì nó vô lý đến cái mức như vậy. Thế còn cái tại sao mà tôi nói là hoa địa ngục, là vì tôi đã có bốn câu thơ giải thích thế này: là hoa địa ngục tưới bằng xương máu thịt, trộn mồ hôi chó ngựa lệ ly tan, hoa trường sinh trong tù bệnh cơ hàn, hương ẩm mốc màu nhở nham xám xịt. Đấy là hoa địa ngục, là vì trong các hoàn cảnh địa ngục như vậy mà phải nở hoa. Vì thế những cái hoa đó ấy, nó không phải là những cái bông hoa lãng mạn, những bông hoa tỉnh tứ, những tư tưởng cao siêu, mà nó là
nó là những cái thực tế đau khổ hàng ngày, chứ nó không phải như là những nhà thơ khác làm thơ để ca ngợi cặp mắt mỹ nhân, ca ngợi cái ánh nắng chiều, ca ngợi cái tiếng chim hót, ca ngợi cái giọt sương đêm, phải không nào? Mà thơ đây là thơ nó diễn tả những cái gì mà thực tế xảy ra, toàn cùm kẹp khoai sắn, phải không nào? Đói rét chết chóc. Thì tất cả những cái bài thơ tôi làm mà, nó phản ánh là phản ánh những cái đó. Cho nên những cái bông hoa đó nó gọi là hoa địa ngục. Mà tôi làm thơ là phần nhiều làm trong cái tình trạng ốm đau, đói rét. Nhiều khi nó đầy tới quả xà lim, nó cùm kẹp hẳn hoi. Nó muốn cho mình là hết hơi, kiệt sức không làm được nữa. Thì tôi phải nói thế này này. Cắt dạ dày vào trong xà lim nó cho ăn có 6kg thôi. Mà 6kg nó có đủ 6kg đâu. Nó còn bớt đi nữa. Độ 4-5kg một tháng thôi. 4-5kg bột với gạo một tháng thôi. Không có cái gì khác cả. Cắt dạ dày đầy xà lim, ngỡ là thơ phải chết chìm. Sống bằng óc, sống bằng tim, thơ vẫn tỏa sáng xà lim. Đấy là vì trong cái hoàn cảnh như vậy mà vẫn phải cố gắng để mà làm ra thơ. Thế thì cái thơ đó nó khác với cái thơ của những người khác. Nó là cái sự đau đớn, sự tan đổ, sự băng hoại của xã hội mà nó lên thơ. Cho nên tôi có định nghĩa một bài thơ của tôi thế này. Thơ của tôi không phải là thơ, mà là tiếng cuộc đời nức nở. Tiếng cửa nhà giam ngòm đen khép mở, tiếng khò khè hai lá phổi hang sơ, tiếng đất vùi đổ xuống lấp niềm mơ, tiếng khai quật quốc đảo lên nỗi nhớ, tiếng răng lạnh đập vào nhau khổ sở, tiếng dạ dày đói lạ bóp bâng quơ, tiếng tim buồn thoi thóp đập bơ vơ, tiếng bất lực trước muôn ngàn sụp lở, toàn tiếng của cuộc đời sống dở, mà chết thời cũng dở phải đâu thơ. Đấy là thơ địa ngục đấy, nó không phải là thơ bình thường, nó là thơ địa ngục. Dạ, xin kính mời anh Nguyễn Việt Long. Và có ai muốn hỏi kế tiếp thì xin quý vị giơ tay. Kính thưa Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, một người tù kiên cường của dân tộc Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Thế Phong, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria. Tôi cảm ơn thi sĩ Nguyễn Chí Thiện qua đây lần này đã đưa đến cho cộng đồng. Ta bị tù tội như thế nào và những người đấu tranh nào bị đang bị tù tội và đòi hỏi các nước quốc tế phải đòi Việt Cộng phải thả họ ra. Thì cái vấn đề mà những danh tánh của những người đấu tranh trong nước đó, có thể có những người vô danh, có những người chúng ta không biết được, tại vì Việt Cộng bắt nhưng mà không, những người trong nước chưa kịp lấy tên những người đó, thành ra những người đó có thể bị thủ tiêu không chừng, mà chúng ta không giúp được. Thành ra tôi nghĩ rằng là phải có một tụ điểm ở ngoài này, và tôi thì nghĩ là thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có đủ tư cách làm cái chuyện đó, để thu góp những cái tin tức, những cái danh tánh của những nhà đấu tranh trong nước. Không cần phải ông này, tiến sĩ này, tiến sĩ Hải Thí Phu hay những ông to bà lớn, không cần. Những người có thể là bình thường, công nhân, những người dân ngoan bình thường. Nhưng mà trong cái cuộc đấu tranh vừa rồi ở trong nước, vào tháng 7 vừa rồi ở Sài Gòn, thì có những người sau khi mà nó đã bắt về trên địa phương rồi, nó bắt một số người, bắt một số người mà bây giờ chúng ta không biết họ tên gì. Đó, thành ra thi sĩ Nguyễn Chí Thiện có một cái mạng lưới ở trong nước chặt chẽ và thu góp được những cái tin tức đó. Khi mà chúng tôi cần hỗ trợ, chúng tôi cần lên tiếng trên với chính phủ Úc, chúng tôi sẽ liên lạc thi sĩ Nguyễn Chí Thiện để biết chúng ta tranh đấu cho ông A, ông B, ông C, ông B cụ thể như thế nào. Chứ chúng tôi nói khơi khơi là những người dân miền trong nước thì người Úc họ cũng chỉ biết khơi khơi vậy thôi, họ không có hành động cụ thể để mà giúp chúng ta. Đó là cái ưu tư của giới cụ nhân chúng tôi ở tại đây. Xin cảm ơn thi sĩ. Vâng, thì kính thưa các bạn, cái vấn đề này chúng tôi cũng là lo lắng lắm. Thế nhờ cái việc thu thập tin tức nó cũng rất khó khăn, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm. Tôi thí dụ như cái vụ Thái Bình mà nổi dậy cách đây cũng lâu rồi, thì chính chị Dương Thu Hương là người Thái Bình mà,
thì chị cũng không thu thập được tin tức. Chị chỉ biết tin thôi, chứ danh tính cũng không thu thập được là bao nhiêu. Mà chị cho biết là nó bắt không biết bao nhiêu là người trong cái vụ nổi dậy ở Thái Bình đấy. Thế mà khi vào đến nhà tù mà, thì nó thuê lưu manh, nó cho lưu manh giết chết họ, dùng đũa đóng vào tai ấy, giết chết họ, đầy đọa rất là dã man. Thế mà còn những cái hiện tượng đó nó còn ở khắp nơi ở Việt Nam. Thế mà bây giờ thu thập danh sách những cái người vô danh đấy thì phải cố gắng làm. Mà cái việc làm này thì chỉ có người trong nước nó có thể làm nổi. Mà nếu mà có những người mà làm được những công việc đó mà báo cho chúng ta biết ấy, thì đấy là cái điều rất tốt để chúng ta có thể yểm trợ được những người đó. Tôi đồng ý là không nên dồn cái sức yểm trợ vào cho mấy ông nổi tiếng, vì như thế là bất công đối với những người vô danh. Mà chính những người vô danh mới là những người thực sự anh hùng. Họ dám đấu tranh trong âm thầm, họ chấp nhận khó khăn, chứ không phải là chỉ có gửi một vài bài ra ngoài này nổi tiếng rồi được yểm trợ về tài chính, được yểm trợ về quốc tế. Thì cái việc mà tìm kiếm danh sách đấy là cái việc quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi hứa là sẽ cố làm thật tốt cái công việc đó. Như đã hứa lúc nãy, tôi xin đọc cái câu hỏi số 2 của anh bạn mà đã viết xuống. Gần đây chúng tôi có đọc ông Công Tử Hà Đông trong các bài viết ở Rừng Phong về nhà thơ Trần Dần và Phan Khôi. Có những bài thơ hai ông Trần Dần và Phan Khôi làm xuyên tạc miền Nam, đã kích Ngô Đình Diệm. Những bài thơ này là Hoen Ố Trần Dần và bài Nhất Định Thắng và nhà văn Phan Khôi. Là người hiểu rõ tình hình miền Bắc, nhất là vụ nhân dân giai phẩm. Xin Ngục Sĩ cho biết thêm về những thông tin này. Vâng, thì trong cái vụ nhân văn giai phẩm mà nói ra thì sự thực nó là cái chuyện rất buồn lòng. Thế nhưng mà cũng phải nói, như lúc nãy tôi đã nói với các bạn đấy, sau 30 năm bị đầy ải như vậy, sống dở chết dở, đói rét, mà đến khi mà nó đổi mới một chút ấy, thì lập tức là các ông lại làm đơn xin vào Hội Nhà văn, thế rồi viết những bài ca ngợi Hồ Chí Minh, như trường hợp Trần Dần, như trường hợp Hoàng Cầm, Lê Đạt, phải không nào? Toàn là những kiện tướng cả. Thế còn ngay trong cái thời nhân văn giai phẩm đó mà, thì sự thực cái này thì mình đôi phần mình thông cảm được, là cái tờ Dân Nhân Văn nó ra công khai ở trong nước. Thì ngay trong năm tờ Nhân Văn ấy, tôi đọc rồi, thì cũng có nhiều bài chửi miền Nam ghê lắm. Bên cạnh những câu của Trần Dần như là tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ, bảo là nói về cái điêu tàn của miền Bắc đấy, thì cũng có những câu là tôi đứng mênh mông ở chủ chỉ mặt thằng Ngô mà, đăng trong báo Nhân Văn đấy. Thế nhưng mà người dân Hà Nội chúng tôi hiểu đó là những cái trường hợp, trong cái trường hợp đó nó là do bắt buộc phải viết như vậy. Thế nhưng mà phải nói về tư cách của các ông ấy, tôi đồng ý là khủng bố, cộng sản mà khủng bố thì ai cũng sợ cả thôi. Thế nhưng mà khi mà các ông ấy bị làm kiểm điểm, bị đe dọa tù tội, thì các ông ấy tự xỉ vả các ông ấy quá đáng quá, tự xỉ vả mình một cách rất là nhục nhã. Từ Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đại tự xỉ vả mình một cách rất là thê thảm. Thì tôi thấy rằng thì là những người này mà tôi thông cảm, là vì ai cũng sợ cả. Thế nhưng mà không đến nỗi, nếu người có tư cách mà, thì không đến nỗi mà tự xỉ vả mình một cách quá đáng như thế. Tôi thí dụ như là ông Lê Đạt, ông ấy làm cho cái bà Thụy An đấy. Bà Thụy An thì bà ấy không dính gì đến nhân văn giai phẩm cả. Bà ấy là cái người ở trong thành, thì ở trong thành vì thế cho nên còn có một tí tiền. Năm mấy bà cũng đã ngoài 40 rồi, có tí tiền. Thì khi mà các ông Lê Đạt thiếu thốn ấy, đẻ con chẳng hạn, thì bà ấy cho cái nôi, cho tã, mua tí sữa cho. Thế rồi sau này khi công có viết kiểm điểm, công có tố bà ấy, công bảo thì là mụ Thụy An này đến mua chuộc tôi, đâu có phải mua chuộc, đó là cho con tôi sữa đường rồi cho con tôi cái nôi. Thế rồi mỗi khi mà tôi vào nhà mụ mà tôi đi ra mà, thì tôi thấy mình vĩ đại hơn lên, là vì mụ lúc nào cũng khen thơ tôi, ui thơ của anh mà dịch cho tiếng ngoại quốc thì hay lắm. Vì thế tôi cứ tưởng tôi là càng ngày càng lớn, vì thế tôi cứ lao vào con đường chống đảng là do sự kích động của mụ ta.
Thế thì cuối cùng là bà này nó giáng cho 15 năm tù đấy. Bà Thụy An ấy, đến đây là những cái sự thật, nhưng mà tôi không muốn nói, phải không ạ? Thế mà rồi các ông tố giác lẫn nhau, ông nọ tố ông kia, lung tung tất cả, phải không nào? Mà chúng tôi ở miền Bắc tôi biết rõ từ hồi đó không ạ? Cho nên rất là phiền lòng, về những cái chuyện đó xảy ra. Thôi nhưng mà nó là quá khứ, những cái hèn yếu đó chúng ta, như chúng tôi đã nói đấy, họ là con người mà, họ sợ hãi. Thế nhưng mà riêng cái việc mà tự sỉ nhục mình quá đáng. Ngay bây giờ cũng thế, những chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ bây giờ đang sống bây giờ đây này, đang có tiếng bây giờ này, cũng tự sỉ vả mình nhiều lắm đấy chứ. Nhưng mà những cái đó khi bị bắt ấy, cũng tự sỉ vả mình. Nhưng mà tôi cũng nhắm mắt bỏ qua, là vì mình muốn là thôi, họ cứ tiếp tục con đường đòi dân chủ đi. Chứ mình không nên lôi ra phê phán nặng nề quá, nó không có lợi. Chứ còn chính anh công tử Hà Đông này, anh Hoàng Hải Thủy, ông cũng là bạn tôi đấy, thì ông viết báo thôi, ông không lo đến chuyện đấu tranh. Ông thấy cái gì là ông cứ viết cái đó ra rồi, phải không nào? Chứ nhưng mà những cái người như tôi chẳng hạn, nhiều khi tôi còn lo đến cái tinh thần ở trong nước, còn lo đến cái phong trào ở trong nước, còn lo làm thế nào mà vun sới cho càng ngày nó càng lớn, phải không nào? Cho nên không phải là mình có thể nói tất cả những cái điều mà mình biết, khi những cái điều đó nói ra nó bất lợi cho cái cuộc đấu tranh ở trong nước. Kế đến là Thanh Trúc, rồi sau đó tôi sẽ đọc hai cái câu hỏi kế tiếp mà quý vị. Kính thưa bác, Thanh Trúc xin được hỏi bác một câu, là bác nhận xét như thế nào về sự đấu tranh của đồng bào hải ngoại ở Úc Châu nói riêng và trên toàn thế giới? Bác cảm thấy như vậy là đủ chưa? Còn nếu không thì chúng cháu cần phải làm thêm điều gì nữa? Cảm ơn bác. Thì tôi cũng đi nhiều nơi trên thế giới, thành thực mà nói như vậy. Bây giờ tôi có thể nói thẳng, một cái nước như nước Pháp, cái số người dân ở nước Pháp, người Việt mình ở nước Pháp ấy, cũng mấy trăm ngàn đấy. Thế nhưng mà đến nỗi cả nước Pháp mà không có được tờ báo mà, không có một tờ báo đấu tranh, không có một cái đài phát thanh đấu tranh, nó thê thảm đến cái mức như vậy. Thế mà huy động biểu tình nọ biểu tình kia ấy, tối đa là chỉ vào khoảng độ 200 thôi, có khi 100, thì chứng tỏ một điều là cái gì? Là đồng bào bên ấy đã quên lãng quá nhiều. Bên Mỹ bây giờ cũng yếu lắm rồi. Tôi nói ngay như là Nam Bắc Cali đấy, mà muốn huy động được 1.000 người thôi là vô cùng khó khăn. Còn bình thường biểu tình ấy mà 50 người, 200 người, 300 người là hết cỡ đấy, khó lắm. Thế thì riêng cái vụ việc Wesley ấy, là vì đồng bào phẫn nộ quá, cho nên là cái lần biểu tình đầu tiên ấy, là được vào khoảng độ, tôi nói con số đúng thôi, chứ tôi không nói tăng lên hoặc giảm xuống đâu, là con số vào khoảng độ 2.000 người đi biểu tình. Đấy là một cái điều rất là đáng mừng. Nó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ là cái tinh thần đồng bào ở các nơi, kể cả Pháp vậy, không, người ta không thích cộng sản đâu. Thế nhưng mà do cái tổ chức lỏng lẻo, mà những người đứng ra tổ chức không giữ gìn, bị đồng bào coi thường, bị mang tiếng, cho nên là thật là không huy động được đồng bào nữa. Đấy là cái điều chắc chắn. Ở bên Úc này còn huy động được đồng bào là vì sao? Là vì cái cơ chế cộng đồng. Những người ra làm việc cộng đồng, phải thành thực mà nói, đều có khả năng và đều còn có uy tín trong nhân dân, cho nên là mới thành công. Chứ còn các nơi khác, tôi thí dụ như là ngay Nam Cali tôi chẳng hạn đấy, Bắc Cali chẳng hạn đấy, 2 cộng đồng, 3 cộng đồng. Một cái nơi như Nam Cali mà có đến 3 cộng đồng, thì nó còn ra sao nữa không ạ? 3 cộng đồng lại có phải là bình yên với 3 cộng đồng lại mâu thuẫn với nhau. Vì thế cho nên là các ông cộng đồng ở Nam Bắc Cali mà kêu gọi người ta đi ấy mà, người ta không đi biểu tình nữa, người ta không tham gia mấy nữa. Thế vì thế cho nên nó rất yếu, chứ không phải là cái tinh thần đồng bào sa sút đi đâu. Sa sút một phần thôi. Những người nào sa sút thì đã sa sút rồi, do về Việt Nam nhiều, rồi những cái phần tử tay sai ấy, nó cứ nhô nhô lên, nó lũng đoạn rất nhiều, nó ra công khai. Tôi thí dụ bây giờ có một nhân vật ở Bắc Cali đấy, như là cái anh tiến sĩ Vũ Đức Vượng đấy, thì bây giờ anh ra công khai, anh làm việc cho cộng sản. Thí dụ như là cái bà Tôn Nữ Thị Ninh mà sang Bắc Cali mà nói chuyện đấy, thì anh ta lái xe cho bà ta này,
Thế rồi anh ta đứng gác cửa cho bà ta này, làm đủ những cái việc đê hèn như vậy, phải không thôi. Thế nhưng mà bây giờ mà huy động đồng bào mà biểu tình mà chống lại thì nó khó khăn. Ở bên Mỹ thì thí dụ có những cuộc mà văn công văn nghệ rất xa, mà người xem thì hàng mấy ngàn đi xem đấy. Thế mà người biểu tình thì vào khoảng độ 50, 60, thì báo chí lại đem những cái đó ra mà diễu cợt cơ. Đấy, từng này người vào xem này, có mấy chục người loe hoe biểu tình này, rất là khó khăn. Thì bây giờ muốn làm việc tốt thì tôi mong rằng ở Úc này phải duy trì được cái cơ cấu cộng đồng rất tốt. Đừng để cho có cộng đồng thứ hai, cộng đồng thứ ba nó ra đời nữa, phải không nào? Thế và những người làm cộng đồng là phải trong sạch, phải gương mẫu, phải giữ cái chữ tín với đồng bào thì mới có thể huy động được đồng bào. Mà cái kinh nghiệm vận động đồng bào là gì? Cần đến truyền thông. Các cơ quan truyền thông là phải đứng về phía cộng đồng. Làm thế nào khi mà cộng đồng cần loan tin thì đài, báo, phải không nào? Tất cả đều ủng hộ. Khi mà thông tin được rộng rãi mà, thì mình tổ chức biểu tình, mình tổ chức hội thảo, nó mới thành công. Nếu mà thông tin mà không chu đáo thì nó sẽ không thành công. Tôi thí dụ như bây giờ, thí dụ như muốn hô hào một cuộc biểu tình ở Nam Bắc Cali rất khó. Báo họ không đăng. Báo họ không đăng cái đó. Thì huy động bằng cách nào ạ? Thế có một hai cái đài hoặc một vài tờ báo của phe ta đấy, là của những người mà chống cộng đấy, thì yếu quá. Những cái tờ báo phần nhiều lỗ vốn đến nỗi thì là những cái anh làm báo là phải bỏ tiền thêm cho coi, không những không có lãi thì chớ mà bỏ tiền thêm. Cái số lượng phát hành thì được 1-2 ngàn số một tuần chẳng hạn, nó quá yếu, không đi đến đâu cả. Cho nên là muốn làm việc tốt thì những người đảm đương công việc chung ấy nhất thiết là phải giữ cái trong sạch, giữ cái tâm huyết, và thứ hai là phải có khả năng đoàn kết với nhiều người, và cái quan trọng nhất là phải được sự ủng hộ của truyền thông. Nếu không có sự ủng hộ của truyền thông thì chúng ta hô hào biểu tình làm cái gì cũng thất bại. Tôi xin thí dụ này, tại sao cái vụ việc Weekly mà chúng tôi làm được thành công? Nhờ truyền thông. Là vì sao? Cái thằng việc Weekly này ấy, nó chửi tất cả. Các báo khác nó chửi cho tàn mạt. Thí dụ như là nó dám nói cái đài Little Sài Gòn, những người già thế rồi, ông Vũ Quang Linh năm nay cũng 80 rồi, Đinh Quang Anh Thái vân vân, nó nói thế rồi. Cái anh sách dép cho nó không đáng trong lĩnh vực truyền thông. Nó nói các vị đó mà, bảo câu sách dép là tôi không xứng đáng. Thế rồi báo Người Việt là cái tờ báo lớn như vậy, thì nó vẽ etcetera đấy, nó vẽ bức hí họa này, đang cầm báo tờ Người Việt này, bịt mũi nhổ xuống đất thế này. Nó diễu cợt công, nó chửi công. Báo Sài Gòn Nhỏ là cái bà Hoàng Dược Thảo ấy, bà này cũng không phải tay vừa đâu, thế nhưng mà cũng phải chịu thua cái bọn Chí Phèo, bà gọi thế này, nghĩa là nó chửi còn hăng hơn bà ta cơ. Thế là nó lôi đời tư, nó chửi lung tung tất cả, ai cũng ức, báo chí nào cũng đục với chúng nó, nhưng mà không muốn dây với hủi, dây với nó không có lợi mà. Thế thì tôi bảo cộng đồng tổ chức biểu tình thì cũng không chịu tổ chức. Thế vì thế cho nên là khi mà nó lòi hết bộ mặt ra, chúng tôi đứng lên đánh thẳng vào mặt chúng nó, quyết tâm là dẹp tan bọn chúng nó. Thì các tờ báo ủng hộ vì sao thì chắc các bạn cũng hiểu phải không nào. Vì sao mà lại ủng hộ tất cả phải không nào. Thế thì nhờ cái sự ủng hộ đó phải không nào, cho nên là nó mới thành công. Để tôi muốn nhắn cô Thanh Trúc những điều như thế thôi. Có hai câu hỏi ở đây. Câu hỏi thứ nhất, xin thi sĩ cho biết quan điểm của ông về chế độ cộng sản hiện nay ở Việt Nam. Thực chất có còn là chế độ cộng sản không, hay chỉ còn là một chế độ độc tài đảng trị? Về thực chất, nếu mà phân tích theo về cái vấn đề mà học thuyết Marx Lê, về những lý luận cơ bản Marx Lê, thì nó không phải là cộng sản nữa. Lý do là vì chủ nghĩa Marx Lê nó là chủ nghĩa tập thể. Chủ nghĩa tập thể mà bắt buộc phải có đấu tranh giai cấp, phải tiêu diệt địa chủ, tiêu diệt phú nông, trung nông, đấy là nói về nông nghiệp, phải tiêu diệt tư bản, và tiêu diệt luôn cả thương gia, và tiêu diệt luôn cả những người tiểu thương. Vì theo như ông Marx nói ấy, tiểu thương là gì? Là cái mầm mống để trở thành tư bản.
cho nên phải tiêu diệt. Tiểu tư sản cũng phải tiêu diệt. Tiểu tư sản cũng là mầm mống của tư bản. Cho nên một cái xã hội kinh tế là phải do đảng chỉ huy hết. Thì ngày hôm nay thì cái chủ nghĩa xã hội mà trên lý thuyết như thế về mặt kinh tế là nó phá sản hoàn toàn. Bây giờ nó là kinh tế thị trường, tuy là cái đuôi xã hội chủ nghĩa để vào, nhưng nhân dân cũng được tự do buôn bán những cái việc vặt, không phải buôn bán lớn. Thế và đại cương là cái việc mà giao lưu về hàng hóa trong nước nó không do nhà nước quản lý nữa. Mà về mặt kinh tế mà đảng viên bây giờ thì thành tư bản rồi, thành những nhà tư bản rất giàu rồi. Thế cho nên về mặt kinh tế, riêng về mặt kinh tế thì nó không còn đi theo chủ nghĩa Mác Lê là chủ nghĩa cộng sản nữa. Thế nhưng nó vẫn phải duy trì, nó vẫn phải duy trì cái đảng cộng sản của nó, vẫn phải tôn thờ Mác Lê, vẫn phải tôn thờ Hồ Chí Minh. Tuy là nó không theo, nó đã từ bỏ rồi, nhưng nó vẫn phải tôn thờ. Là lý do vì sao? Là vì nếu bây giờ mà nó không dạy cho học sinh học Mác Lê, tôn thờ Mác Lê, tôn thờ Hồ Chí Minh, mà nó không dạy cho mọi người biết là cái đảng cộng sản đây này là cái đảng có công với đất nước, là đánh Pháp, đánh Mỹ vân vân, mà sự thực dùng cái danh từ cộng sản bây giờ như tôi nói là sai, cái đảng cộng sản là sai, nhưng nó không chịu đổi tên, nó vẫn bắt học Mác Lê, mà nó biết thầy không muốn dạy, trò không muốn học, và nó lại dựng lên cả cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà chính ông Hồ Chí Minh phải nói là tôi không có tư tưởng gì cả, tư tưởng là đã có Mao Trạch Đông, nó nghĩ hộ rồi, phải không ạ? Đây nhé, ngay thời ngày xưa nhé, các bạn trẻ đã không biết đâu, nó có ba câu: chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Mao Trạch Đông, thế và tác phong Hồ Chí Minh. Đấy, Hồ Chí Minh chỉ nhận là có tác phong thôi. Cái tác phong này là tác phong cái gì? Tác phong của ông ta là rất khôn khéo, chân đi dép lốp, mồm đốt đô la, Bác Hồ chúng ta kịch ra xuất sắc, phải không? Đấy, đấy là cái tác phong của ông Hồ Chí Minh. Người nông dân Việt Nam, tôi có nói chuyện với nhiều nông dân, người ta tát nước hồi lâu rồi, người ta tát nước cả đời, người ta tát nước, phải không nào? Có ai để ý đâu, cha truyền con nối tát nước. Thế nhưng mà bố ấy vừa mới về nông thôn, bố ấy sờ vào cái dây gầu một tí mà nào là ca dao hò vẻ thơ phú để điện ảnh để kịch, đúng không? Là loan truyền cái tin tát nước của ông ấy, đúng không? Đấy, nó gọi là tác phong Hồ Chí Minh. Đấy, nó là cái tác phong bịp bợm, chứ chính cũng không dám nói là ông ta có tư tưởng. Nhưng bây giờ nó vẫn cứ phải đề cao cái đó lên, vì nếu nó phủ nhận những cái đó mà đổi tên đảng hoặc phủ nhận những cái đó thì cái sự tồn tại của cái đảng đó mà nó trở thành vô lý, trở thành vô lý. Ngay cái sự hiện hữu của cái đảng nó trở thành vô lý. Để duy trì quyền lực, nó vẫn phải duy trì cái chủ nghĩa Mác Lê, dù cái duy trì này không còn ai tin nữa. Cho nên nếu bây giờ nó có theo Mác Lê đâu, nhưng nếu bây giờ chúng ta về nước, chúng ta chỉ mặc một cái áo t-shirt thôi, để một cái chữ là đả đảo Mác Lê thôi, mẹ đi tù ngay lập tức, phải không ạ? Dù nó không theo Mác Lê nữa, nhưng nó vẫn phải dùng cái nhãn hiệu đó để thanh minh cho cái sự tồn tại của chính bản thân đó. Đấy, cái thực chất về chủ nghĩa cộng sản bây giờ ở bên Trung Quốc cũng như ở Việt Nam nó là như vậy. Xin mời chú có một cái câu hỏi nữa là: kính thưa Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, có nên dùng vũ lực để đánh Việt Cộng không? Vì ta tranh đấu cũng quá lâu, vũ khí để lật đổ Cộng sản Việt Nam có thích hợp vào lúc này không? Và có mau đem lại thành công không? Thay vì chỉ tranh đấu bằng ý chí, báo chí, biểu tình vân vân và vân vân. Thế bây giờ thế này, nói về vấn đề võ lực thì chúng ta phải thấy một điểm thế này này. Có nhiều ông bây giờ cứ bịa cho mà nói đấy, mà nhân dân nó chán chiến tranh này, nó chán võ khí, chán đánh nhau này. Ông ngồi ông nói theo ý ông ấy đấy. Tại sao ông biết nhân dân nó chán? Toàn là đoán thôi. Tất nhiên là người dân không bao giờ muốn đánh nhau, muốn xương máu đổ cả. Thế nhưng mà bây giờ cái trường hợp võ lực chúng ta thì bây giờ không có. Lấy đâu ra võ lực, phải không ạ? Mà nếu chúng ta có mà ít ấy mà, thì cũng không lại được với lại những cái binh đoàn, những cái sư đoàn trọng pháo chiến xa hơi độc, phải không nào? Của Cộng sản nó ghê lắm. Một nơi nào nhúm lên một tí thôi thì nó lập tức, nó sẽ mang quân đến để đàn áp ngay lập tức, chết ngay lập tức. Cho nên là khi mà ông Hoàng Cơ Minh đem một số anh em đâu đâu vào khoảng độ gần 100 người hay sao ấy,
về Việt Nam thì tôi ở trong tù tôi rất là thương. Nhưng mà tôi biết là đem cái đó vào ấy thì là nó nuốt chửng ngay. Cho nên trong cái bài thơ tôi làm tôi có nói mà, đó là thế cô họ bị hốc đen khổng lồ nuốt chửng. Cái hốc đen trong vũ trụ đấy thì có anh Dũng biết đấy phải không nào? Ánh sáng đi qua nó hút toàn cái gì nó cũng hút phải không nào? Không chạy đi đâu được cả, chết. Võ khí dùng bây giờ là chết, không ăn thua. Thế mà nói như thế không có nghĩa là chúng ta không dùng võ lực khi có thể. Để tôi thí dụ nhé, nhân dân nổi lên độ 500.000 người biểu tình ở Hà Nội, 500.000 người biểu tình ở Sài Gòn. Có một số quân đội đứng về phía chúng ta, phải không ạ? Quân đội đó có võ khí mà. Thế bây giờ Cộng sản nó đã cử những đoàn quân khác đến đàn áp, phải không ạ? Thế thì những ông quân đội đứng ở phía chúng ta, đứng ở phía nhân dân đấy, có súng đạn, có các thứ, thế chả nhẽ là ngồi yên để cho nó đến nó bắn giết nhân dân à? Thì lúc bây giờ vẫn có thể sử dụng bạo lực như thường, phải không ạ? Sử dụng bạo lực chính đáng là để bảo vệ tính mạng của nhân dân, đúng không ạ? Thì nếu có điều kiện vẫn sử dụng bạo lực như thường, nhưng cái bạo lực của chúng ta là sử dụng cho chính nghĩa chứ không phải cho đàn áp như bạo lực của Cộng sản. Nếu tôi nêu thí dụ đấy, thì giả thử có một sư đoàn nó bảo vệ mình, thì Cộng sản nó cử một sư đoàn khác đến đàn áp, thế là cái sư đoàn kia là vì không muốn dùng võ khí thì sẽ thường là để cho cái sư đoàn Cộng sản nó cử đến nó giết dân à? Thế cái chuyện trong những trường hợp đó mà chúng ta vẫn có thể dùng bạo lực như thường. Thưa quý vị, dạ anh Viên trước rồi sau đó đến Thanh Trúc nhé. Kính thưa Ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, một cái thời gian mà năm 1963 đó thì ở trong Việt Nam một số giáo sư đại học trùm chăn, trong đó lúc đó chúng tôi là sinh viên thì chúng tôi tổ chức có tham gia những cuộc biểu tình để chống chế độ độc tài và theo sau ông thí bộ trưởng Vũ Văn Mẫu cạo đầu để mà chống đối. Thì hôm nay có ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện tới đây thì chúng tôi nhớ tới có một số trí thức đã trùm chăn, mà trong khi đó Nguyễn Chí Thiện là người ở trong tù mà nở được hoa, thì đó là một cái vinh dự cho lịch sử Việt Nam. Tôi nhớ tới cái thời kỳ mà Nguyễn Chí Thiện qua Úc mười mấy năm về trước đó, thì sau đó đó ở trên mạng lưới đó thì tôi thấy có rất nhiều, có một vài tờ báo, có một vài bài báo chửi Nguyễn Chí Thiện là những cái là một cái người mà được Cộng sản gửi ra để cài, để mà chống đối, để mà giúp cho Cộng sản và phá rối cái cuộc tranh đấu của cộng đồng của chúng ta. Và sau đó cách đây 5 năm đó thì tôi cũng có đọc những cái bài chửi nhà văn Dương Thu Hương, cũng như là chửi ông Bùi Tiến, là những người mà được Cộng sản cài ra đây để mà phá rối cái cuộc tranh đấu của chúng ta. Thì tôi thấy mình phải thận trọng trong cái vấn đề mà truyền thông. Vấn đề truyền thông đó nó làm cho mình trở thành một cái như là một cái quả mù, để mà mình không biết được ai là địch, ai là bạn. Cho nên cái người mà chống đối á, thì rất là có sức mạnh của vấn đề truyền thông. Còn cái đa số trầm lặng thì mới là quan trọng. Nhưng mà đa số trầm lặng của mình đó, mình có cái sáng suốt, chứ không phải là mình mù quáng, mình theo những cái người mà chống đối có cái tiếng nói lớn. Ngày lúc đó đó thì tôi rất là buồn khi mà nghe người ta chửi rất nhiều về Nguyễn Chí Thiện hay là Dương Thu Hương hay là Bùi Tiến. Thì bây giờ đó, tóm lại đó thì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản đã chết rồi, mình phải xác nhận điều đó, và anh Thiện đã nói được cái điều đó. Thì bây giờ cái tập trung của cái lực lượng của mình đó, người Việt trong nước cũng như hải ngoại, là chống độc tài,
chứ không phải là chống một cái danh nghĩa nào đó, mình phải chống độc tài. Thì bây giờ làm sao thưa anh Thiện, làm sao mình kéo được những cái người có cái tinh thần chống độc tài về phía mình và đừng có đẩy người ta về phía kẻ thù? Đó là cái điều mà tôi muốn anh Thiện góp ý. Một cái câu hỏi thứ hai là người Việt hải ngoại mình có nhiều khả năng để giúp cho gia đình của những anh em tranh đấu dân chủ tự do trong nước thì giúp bằng cách nào cho hữu hiệu, giúp bằng cách nào cho hữu hiệu? Tôi lấy một thí dụ là mình giúp bằng cách là mình đưa tiền cho thầy Quảng Độ chẳng hạn, thì thầy Quảng Độ lại bị chụp mũ, là thầy Quảng Độ lại làm không có hay mà lại bây giờ lại phản lại ngược lại, thành ra cái đó nó thật là một cái sự phí phạm. Mình giúp bằng cách nào cho hữu hiệu? Và chúng tôi ông người ở hải ngoại sẵn sàng giúp những gia đình mà chống dân chủ tự do, nhưng mà phải giúp bằng cách nào hữu hiệu? Xin cảm ơn. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất trước ạ. Là bây giờ chúng ta nói đến vấn đề mà ở ngoài này có một số người đi đến những cái kết luận vội vàng thì cũng không phải là cái điều lạc ngạc nhiên. Là tôi có thể khẳng định với các bạn là trong số những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước bây giờ đấy, kể cả hải ngoại này, nhất định phải có một số làm tay sai cho cộng sản. Đấy là điều chắc chắn. Nhất định phải có một số làm tay sai cho cộng sản, đó là điều chắc chắn. Thế nhưng mà có cái điều, nó là cái việc tối mật, việc là việc của an ninh, của công an, cho nên chúng ta không thể biết được. Vì thế cho nên theo quan điểm của tôi ấy, là chúng ta xét người theo hành động, theo hành động hoặc theo lý thuyết những bài họ viết ra, thì chúng ta có quyền phê phán, phải không ạ? Chúng ta phê phán phân tích cho nó ra lẽ phải, chứ không phải vì ông Bùi Tín hoặc ông Vũ Thư Hiên hoặc là tôi hoặc là ông Hà Sĩ Phu mà chúng ta chấp nhận tất cả mọi ý kiến. Nếu mà công viết sai, công có những quan điểm mà trái với quan điểm của chúng ta, thì chúng ta có thể đưa lên báo chí để phê phán cho mọi người nhìn thấy đâu là đúng, đâu là sai. Đấy là cái quyền của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không nên vội vàng kết luận họ là tay sai cộng sản hay là họ là nằm vùng. Những cái đó nó yêu cầu phải có bằng chứng. Tôi thí dụ như là khi mà chúng tôi nói tờ Việt Weekly ấy mà, hoặc nói công luật sư Nguyễn Hữu Liêm ấy, là chúng tôi có bằng chứng cụ thể là chính những lời họ viết trên báo, phải không ạ, là họ là tay sai cộng sản, là bằng chứng cụ thể chứ không phải là chụp mũ bừa bãi. Chứ còn những trường hợp như là Vũ Thư Hiên, Bùi Tiến hay Dương Thu Hương, họ có nằm vùng hay không, hoặc là tôi có phải là người của công an cử sang đây hay không, thì chúng ta có quyền phê phán, phê phán một cách thẳng thắn, nhưng mà không nên đi đến kết luận. Phê phán một cách thẳng thắn để cho mọi người thấy rõ, thì đấy là cái biện pháp hữu hiệu nhất trong một xã hội dân chủ. Chúng ta có thể trình bày quan điểm của ta. Tôi thí dụ như ông Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, tôi cũng không biết ông nào là nằm vùng cơ, ông nào thật, ông nào không, tôi không biết được thật. Thế nhưng mà nếu ông ấy phát biểu quan điểm sai, tôi thấy là sai, không có lợi cho cuộc đấu tranh, tôi có thể trình bày những cái lý lẽ phản bác của tôi trên báo, trên đài, để cho mọi người nhận thức xem ông ấy nói như thế có đúng không, hay là tôi nói đúng, phải không nào? Cái này thì quần chúng, nhân dân, mọi người đều có cái óc phê phán cả. Thì về cái mặt đó chúng ta nên hành xử như vậy. Tôi thí dụ như vừa rồi ông Hà Sĩ Phu, ông ấy nói thì là phải là nâng cao dân trí trước, cải thiện dân sinh trước, chính trị để đấy sau. Thì tôi cho quan điểm đó là sai. Quan điểm đó là đi ngược. Là vì cái gốc của dân trí thấp, cái gốc của dân sinh kém là gốc chính trị, là độc tài độc đảng, là bưng bít tất cả mọi thứ mà, độc quyền. Thế bây giờ muốn nâng cao dân trí mà lại cứ để nguyên cái chính trị như vậy ấy mà, thì làm sao mà nâng cao dân trí được? Ai cho ông nâng cao dân trí? Ai cho ông cải thiện dân sinh? Hiểu không? Cho nên là cái việc mà đấu tranh là phải đấu tranh để cải tổ cách mạng, cái chính trị của Việt Nam phải có tự do, phải có dân chủ, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể nâng cao dân trí hoặc cải thiện dân sinh được. Đấy là quan điểm của tôi.
thì tôi trình bày với lại ông Hà Sĩ Phu như thế, thí dụ như thế, thì mọi người cũng phải xem xét xem tôi nói có đúng hay không, phải không? Bây giờ tôi thí dụ như bây giờ bảo là xây dựng một xã hội dân sự trước, mà cộng sản nó nắm quyền như vậy mà, thì ông làm thế nào ông thành lập công đoàn độc lập, ông làm thế nào ông ra báo tự do, phải không ạ? Thế nhưng mà để làm cái đó thì chúng ta phải chịu tù tội, phải không nào? Phải chịu đủ thứ, chứ không phải thì là đơn thuần đâu, phải hy sinh. Nghĩa là chúng ta phải đấu tranh, nói tóm lại là phải đấu tranh để thay đổi chính trị. Đấy là quan điểm của tôi. Thì ông Hà Sĩ Phu coi rằng là những người trong nước bây giờ là không lường được cái phản ứng của cộng sản, cho nên là thất bại tan rã phải vào tù. Tôi không nghĩ như thế. Vì qua câu chuyện nói với cha Lý, thì cha Lý có nói mà, đi tù mà là chuẩn bị sẵn sàng cả, đã đấu tranh với cộng sản là phải chuẩn bị đi tù rồi. Cho nên trước kia tôi có làm thơ mà, tôi nói là áo quần sắp sẵn sớm hôm, để khi bị tóm là ôm đi liền. Chứ tôi nói thế mà, chứ không phải là không chuẩn bị. Thế còn chị cha Lý nói là đi tù là coi như đi đổi một cái nhiệm sở khác, làm một cái việc khác. Cũng như chị Lê Thị Công Nhân đấy mà, chị biết chị đi tù đấy chứ, nhưng mà chị vẫn đấu tranh. Người ta lường được, chứ không phải người ta không lường được phản ứng của cộng sản như ông Hà Sĩ Phu nói đâu. Cái đại cương những quan điểm mà trái ngược như thế mà, thì chúng ta có thể đưa ra để cho mọi người nhìn rõ ai phải ai sai, có đúng không nào? Hay là trường hợp ông Nguyễn Thanh Giang, ông ấy nói rằng thì là cực đoan cộng chống cộng cực đoan và cộng sản cuồng tín thì cũng gây tai hại cho đất nước như nhau, thì tôi không đồng ý quan điểm đó. Thì tôi lại có thể viết bài hoặc là đi nói chuyện để đưa ra cái quan điểm của tôi, phải không ta? Thì để cho mọi người phán xét. Thì đấy là cái phương pháp trong xã hội dân chủ của chúng ta, thì chúng ta làm nó vậy nó có lợi hơn. Thí dụ như việc cứ nói tôi là trung tướng công an mà không đưa ra bằng cớ nào cả, có khi đang trung tướng bối hạ xuống còn có đại tá đấy. Lúc thì đại tá, lúc thì trung tướng, lúc thì thiếu tướng, nói lung tung cả mà. Thì cái đó thì mình không đáng chấp. Thế còn cái việc mà giúp thì như tôi đã nói đấy, bây giờ mình có nhiều tiền chăng nữa thì trong nước cũng không có cái nơi nào nó quản lý tiền cho mình được cả. Cũng như công đoàn đoàn kết Ba Lan chẳng hạn đấy. Ngày xưa tôi có hỏi những ông mà lãnh đạo công đoàn đoàn kết đấy, hồi tôi sang Ba Lan đấy, thì ông cũng nói là khi chưa hình thành được phong trào thì không có cái nơi nào quản lý tiền mà gửi về được cả. Gửi về hàng triệu, hàng mấy trăm ngàn, bây giờ là không có ai quản lý cả. Thì bây giờ chúng ta là chỉ giúp cá nhân thôi. Giúp cá nhân. Giúp cá nhân là giúp cho những người đấu tranh cho dân chủ vô danh hoặc là hữu danh, để cho họ có sống, đủ sống để mà làm việc, mà hoạt động. Chứ chưa phải giúp để mà nâng phong trào lên. Thí dụ như là sau này có những cái tờ báo lớn ra đời, mình phải có tiền in ấn, tiền phát hành, có những công đoàn độc lập đã hình thành, phải chi tiền để ủng hộ công nhân khi đình công, phải không nào? Khi bị đuổi việc thì lúc đó mới cần đến cái sự quyên góp lớn, và lúc đó trong nước nó có cái cơ sở quản lý rồi, nó thành một phong trào rồi, chúng ta mới có thể tiêu thụ được từng ấy tiền thôi. Còn nay chúng ta chỉ có thể là gửi tiền về giúp cho từng cá nhân để họ thoát khỏi cái bao vây kinh tế của cộng sản. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời xin mời anh trước, anh đằng sau rồi đến anh. Chúng ta sẽ chấm dứt trong thời gian rất là ngắn. Xin chào nhà thơ Nguyễn Chí Thiện và quý vị có mặt ở đây. Làm cái gì thì cháu nghĩ cũng phải có tổ chức, có lãnh đạo hết. Mà theo như chú thì làm thế nào để hợp nhất tổ chức và tổ chức lãnh đạo và tổ chức được cái mạng lưới vận động quần chúng như chú nói. Tại vì cái điều đó rất quan trọng. Ngày xưa cháu cũng đã nghĩ như vậy rồi. Phải có mạng lưới vận động quần chúng. Thí dụ như cháu có điện thoại rồi cháu hỏi, nhiều người Việt Nam không biết Nguyễn Đăng Quế là ai hết, Nguyễn Văn Lý là ai hết. Không bị bưng bít hoàn toàn hết. Mình phải có một cái tổ chức, mà làm thế nào tổ chức mạng lưới vận động quần chúng cho người ta hiểu rõ được cái đâu là chân lý, đâu là lẽ phải. Và hợp nhất cái tổ chức lại tạo lại niềm tin cho dân chúng. Làm thế nào? Và sẵn đây thì Phong cũng xin kèm thêm câu nữa cho chú Thiện là như vậy thì ở ngoài này có cái tổ chức nào đáng hay không? Hay là trong nước thì bây giờ có cái tổ chức nào có thể có cái khả năng đó hay không? Vâng, thì trước nhất tôi phải nói cái này là sở dĩ mà nhiều người không biết đến Linh Mục Văn Lý, không biết đến ông Nguyễn Đăng Quế, thậm chí về Sài Gòn mà không biết đến Hòa Thượng Thích Quảng Độ nữa. Đấy nó là vì cái sự bưng bít, cái sự độc tài, độc quyền về truyền thông. Cho nên là ít người biết đến.
Thế vì thế cho nên chúng ta bây giờ đang chiến đấu đấy, đang chiến đấu để phá vỡ cái độc quyền về truyền thông bằng cách ra rất nhiều tờ báo, rất nhiều truyền đơn khắp nơi, thì đồng bào sẽ biết đến những nhân vật đó và sẽ thức tỉnh để mà đấu tranh. Thì cái vấn đề này là vấn đề tự do ngôn luận. Cho nên cái bước đầu tiên là phải chiến đấu giành bằng được cái tự do ngôn luận. Phải có rất nhiều tờ báo như tờ tự do ngôn luận của Cha Lý ra đời, thì lúc bây giờ mới có thể phá vỡ được cái độc tài truyền thông. Thì bây giờ qua Internet cũng đã phá vỡ được một phần nào. Thế rồi có những cái tờ báo ở trong nước, rồi qua những cái radio, thì những người nào nghe thì biết thôi. Thế nhưng mà không đủ. 83 triệu nhân dân Việt Nam đòi hỏi phải có cái lực lượng truyền thông tự do đấy, mạnh, thì nhân dân mới biết được và mới thức tỉnh. Bây giờ nói đến vấn đề mà có cái tổ chức nào mà có thể hoạt động ở trong nước được hữu hiệu, thì tôi cũng phải thành thật mà tôi nói là đã gọi là hoạt động chính trị đấy, đảng phái chính trị. Đảng phái nào thì cũng có cái tham vọng là tham chính, nghĩa là tham gia vào chính quyền, sau này có thể là tham gia vào chính quyền hoặc là lãnh đạo chính quyền. Thế mà muốn làm được cái việc đó thì xin mời các vị đảng phái đó về nước hoạt động là chính, phải về nước hoạt động bí mật là chính, ngoài này phụ thôi. Trong nước 8/10 lực lượng, ngoài này 2/10 thôi. Vì nếu anh không về hoạt động trong nước, không chịu tù tội, không chịu gian khổ, không chịu đi vận động quần chúng, trong nước người ta biết anh là ai mà sau này mà người ta bỏ phiếu cho anh, phải không ạ? Đấy, tôi nói là dân chủ đấy. Chứ ở ngoài này không cần phải tốn tiền tiêu pha nhiều phí đi, mà dùng những cái đồng tiền đó về vận động trong nước. Mà nếu cái đảng phái nào mà vận động trong nước thành công, thành công đấy chưa phải là lật đổ được cộng sản đâu. Thành công là thế này: anh có thể ra được những tờ báo bí mật trong nước, ngoài này biết chứ, trong nước có thì ngoài này biết. Anh có thể giải được nhiều truyền đơn ở Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng, Huế, vân vân, ngoài này biết. Anh có thể tổ chức thành công được những cuộc biểu tình, ngoài này biết. Tổ chức thành công những cuộc đình công, ngoài này biết. Có đúng không ạ? Những đảng phái nào mà làm được những việc đó mà không cần phải quảng cáo ở hải ngoại này, đồng bào hải ngoại này sẽ hết lòng ủng hộ ngay. Còn nếu không làm được gì trong nước, không làm được những cái gì có kết quả trong nước, xảy ra ở trong nước như vậy, thì anh có dương danh thế nào trong nữa, đồng bào hải ngoại này vẫn thờ ơ như thường. Dạ, xin mời em Hồ Hải. Dạ thưa. Dạ thưa ông Nguyễn Chí Thiện. Hỏi tính đặt ra hai câu hỏi, nhưng mà hình như anh vừa rồi đã đặt hết một phần thì nói thêm mà thôi. Tức là trong hiện tại trong cuộc đấu tranh của chúng ta có rất nhiều những cái khó khăn, nhưng mà một trong hai những có hai trong những khó khăn mà theo như Hải nhận thấy, tức là cái thứ nhất là cái về cái sự lãnh đạo của công cuộc đấu tranh. Ví dụ như ở bên Ba Lan chúng ta có ông Walesa chẳng hạn, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chúng ta chưa có một cái người nào, kể cả trong nước lẫn ngoài nước, có thể tập hợp được cái tiếng nói chung. Và cái điểm thứ hai là cái vấn đề mà chụp mũ. Thì dĩ nhiên là chúng ta không loại trừ những cái khả năng cộng sản nó sẽ tung người vào, nó bồi nhọ, nhưng mà không phải là hoàn toàn là cộng sản không. Thì như vậy thì bây giờ làm cách nào để chúng ta có thể giải trừ được hai cái mà mình gọi là những cái mà nó trở ngại trong cuộc đấu tranh. Thứ nhất là chúng ta cái tâm lý của người Việt Nam mình á, thì theo Hồ Hải nghĩ không biết có đúng hay không, và không biết ông Nguyễn Chí Thiện nghĩ như thế nào. Tức là hình như là mình thích làm người lãnh đạo hơn là cái người mà thừa hành. Thì đó là một cái có thể nói là rất là khó để kết hợp được người Việt Nam chúng ta với nhau. Và vấn đề thứ hai là vấn đề chụp mũ. Dạ, xin được cảm ơn. Vâng, trước nhất bây giờ nói về lãnh đạo, thì cái lãnh đạo này thì không phải muốn mà được, không phải thích lãnh đạo thì lãnh đạo được. Mà cái tiêu chuẩn đầu tiên để làm một người lãnh đạo ấy là phải được nhân dân người ta tôn trọng, người ta tin mình. Thế mà những người lãnh đạo mà muốn được như vậy
thì nó phải có một cái cư xử như thế nào. Thì từ 2500 năm trước, ông Lão Tử đã dạy có bốn chữ thôi, bốn chữ để mà lãnh đạo thôi: ngôn, hạ, thân, hậu. Ngôn là lời nói, nên thấp đi, đừng có huênh hoang, phải không ạ? Nói năng khiêm tốn, đừng có huênh hoang, đừng có tự khoe khoang mình, đừng có lên mặt dạy bảo người khác. Đó là ngôn thì phải hạ, thân thì phải hậu, đừng lúc nào cũng dương mình nha, phải không nào? Lúc nào cũng phải mình nổi lên nhất. Thân thì nên lùi lại phía sau một tí, nó gọi là thân hậu, thì đấy mới có thể lãnh đạo nổi. Chứ còn nếu mà cứ thích phô trương, thích lãnh đạo mà, thì ngược lại nó chỉ có một cái hậu quả ngược lại mà thôi. Hậu quả ngược lại mà thôi. Chứ còn cái việc mà gọi là tránh những cái vấn đề mà xuyên tạc, mà bôi nhọ, mà các thứ mà, thì chúng ta sống ở trong một cái xã hội dân chủ, thì chúng ta phải thấy này này, chúng ta là những người biết suy nghĩ. Khi mà chúng ta đọc những cái bài báo mà nặng về chửi bới, nặng về chụp mũ, mà không đưa ra những lý lẽ, những luận cứ, thì chúng ta đánh giá được ngay cái tờ báo nó như thế nào thôi, rất dễ đánh giá. Chứ còn bây giờ mà ở xã hội tự do, chúng ta làm sao cấm nổi. Tôi thí dụ như là biết bao nhiêu tờ báo ở bên Mỹ đấy, phải không nào? Có nhiều tờ linh tinh lắm. Thế mà có những tờ công khai như Weekly chẳng hạn, nó vẫn tồn tại như thường chứ. Chúng ta không có đủ quyền, không có đủ lực và không có đủ cái gì để mà bắt nó đóng cửa cả. Nhưng mà tại sao mà sẽ phải làm cho nó tắt tiếng? Đấy là nhờ cái ý thức trách nhiệm, nhờ cái hiểu biết của tuyệt đại đa số đồng hương chúng ta, phải không nào? Khi tầm những cái tờ báo đó thì sẽ vứt xuống, không thèm đọc nữa. Bây giờ cũng vậy, những cái luận điệu mà vu vạ và xuyên tạc ấy mà, thì cũng càng ngày nó càng giảm bớt đi rồi. Trước kia là tôi là bị nó chửi nhiều lắm, phải không nào? Thế nhưng mà đến ngày nay ấy mà, thì những người chửi tôi ấy, thì bây giờ thậm chí có những người đã xin lỗi tôi rồi. Đúng là có xin lỗi tôi rồi đấy. Thế nhưng mà tôi nghĩ cũng chẳng có cái lỗi gì cả, là vì thì họ có quyền nghi ngờ, họ có quyền chửi bậy, đây là sự tự do. Nhưng mà nếu bây giờ họ nhận thấy được vấn đề, họ ngừng cái đó lại, thì cái điều đó cũng là cái điều tốt thôi. Chứ vì sự thực những cái lời nói mà vu cáo của họ ấy, bịa đặt của họ ấy, thì cũng không thuyết phục được ai. Mà tuyệt đại đa số thì người ta vẫn có đủ sáng suốt để mà người ta tin theo. Tôi thí dụ này này, khi mà quyên tiền mà gửi về cho cha Lý mà, thì nhiều người cứ thắc mắc là có thể là nhiều công bỏ tiền túi như cả. Tôi chưa quyên tiền bao giờ đâu, tôi nói những người khác quyên đấy. Thì chính tôi là người đi kiểm tra, tôi nói chuyện với cha Lý. Tôi kiểm tra, tôi nói chuyện với thầy Thích Không Tánh về Phật giáo Thống Nhất ấy, có nhận đủ cái số tiền như thế không? Thì chính các vị đó nhé, như riêng cha Lý lại còn viết cả giấy ra ngoài, lại còn ghi âm cả cái lời nói của mình là nhận đầy đủ số tiền như vậy. Thế mà khi chúng tôi đưa những cái băng lên của cha Lý lên, xác nhận là nhận được 70.000 đô la, ngày nào, giờ nào. Và cha Phan Văn Lợi nói là đã tiêu cái số tiền đó như thế nào, đổi ra tiền Việt Nam là hơn 1 tỷ. Tiêu số tiền như thế nào? Thì tất cả những cái người mà vu cáo mà tự nhiên thấy lạc lõng, và bây giờ thì không còn ai tin họ nữa. Thì cho nên vấn đề này chúng ta phải quan tâm, nhưng mà không đáng lo ngại lắm ạ. Kính thưa quý vị, cũng giống như ở trên Sydney, đồng bào ở trên Sydney rất là mến mộ và rất là mong. Còn cái điểm mà Phong cảm thấy rất là ước mơ, mà chắc không biết chú Thiện có làm được hay không đó, ước gì chú Thiện là người Úc, công dân Úc chứ không phải công dân Mỹ. Thì ở bên này để mình được tâm sự, để mà mình được học hỏi. Rất tiếc thay toàn là những cái bậc cao nhân, toàn là đến từ Hoa Kỳ, với như chú Đặng Chí Bình rồi lâu lâu mới tới đây được lần, không quý vị, và vừa rồi thì Lý Tống đó. Thành ra con hy vọng là thưa chú Thiện, nó nói lên cái tâm tình là ở đây đồng bào rất là mến mộ chú và rất là kính phục chú. Không phải là những gì chú nói, không phải là những lời thơ của chú, nhưng mà chính cái đời sống của chú và cái tấm gương của chú hiện bây giờ vẫn còn tiếp tục khiến cho những người trẻ cũng như những người lớn tuổi và những ai còn nghi ngờ đó đã
rất là ấm lòng và rất là hy vọng. Trong tinh thần đó, con xin được đại diện tất cả đồng bào ở đây, các hội đoàn đoàn thể cũng như là các anh chị em trẻ trong cộng đồng Việt Nam ở đây để ngỏ lời cảm ơn Chú. Và một lần nữa kính chúc Chú được nhiều sức khỏe và luôn luôn nhiều nghị lực. Và chúng con kính chúc Chú cũng là Nguyễn Chí Thiện, cái tinh thần Nguyễn Chí Thiện sẽ luôn luôn phát triển và hoa, không phải là chỉ hoa địa ngục mà thôi, mà hoa vì Nguyễn Chí Thiện sẽ nở trong tất cả lòng mọi người ở đây. Xin cảm ơn Chú. Vâng, thì trước nhất tôi phải nói một cái câu ngược lại với anh Phong, là vì chính tôi này sang đây thấy cái việc tổ chức cơ cấu cộng đồng bên này ấy, mà cái tinh thần đồng bào bên này ấy, tốt quá so với các nơi khác, thì chính tôi về Mỹ hay là tôi đi nơi khác thì tôi lại phải làm thế nào cho bên Mỹ, bên Pháp học tập được cái công tác làm việc ở đây. Chứ không phải là ở đây thiếu người đâu, mà ở đây thành công nhất trên thế giới. Cái điều này đi đâu tôi cũng nói, chứ không phải là hôm nay mới nói, lần trước tôi cũng nói, bao lâu nay tôi vẫn nói như vậy, và về Mỹ tôi cũng nói như thế. Đấy đó là vì đấy là sự thật mà. Chứ nếu Mỹ mà họ tinh thần cao mà tôi tầng bốc Úc về đấy mà, thì họ cũng không tin tôi phải không nào. Nhưng mà đây nó là sự thật, cho nên mình nói sự thật thì mình không sợ. Ở nơi khác phải học tập bên Úc, đấy là một điểm chính. Một điểm nữa là tôi nghĩ rằng cái việc mà dân chủ hóa đất nước nó là cái việc rất lâu dài, chúng ta phải làm, lâu cũng phải làm. Thế nhưng mà tôi có một cái niềm tin chắc chắn là cái việc mà cộng sản ấy, nó sẽ phải tan đổ trong một tương lai không xa. Đấy là cái niềm tin chắc chắn của tôi. Cũng như khi tôi còn nằm trong tù những năm xa xôi, tôi cũng vẫn có một cái niềm tin là cộng sản không thể tồn tại quá lâu được, vì nó phi nhân, nó quá dã thú, nó trái với bản chất con người, nó nhiều tội ác quá, cho nên là nó không thể tồn tại lâu được. Mà lịch sử con người là đi lên chứ không bao giờ đi xuống cả. Nó có những lúc thăng trầm, có lúc xuống lúc lên, nhưng mà về cơ bản là nó phải đi lên. Đất nước chúng ta cũng vậy. Cho nên là lúc nào tôi cũng tin ở cái sự tất thắng của chính nghĩa và của nhân bản. Và ngày hôm nay cũng vậy. Đó. Dân chủ tự do là những cái giá trị đích thực. Cho nên cộng sản chỉ kìm hãm được trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Và đến ngày hôm nay thì nói chung là cái thế lực đen tối cộng sản về cơ bản đã tan rã rồi. Nó chỉ còn sót lại một vài nước: Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn đó nè, trong một tương lai gần. Cho nên khi phóng viên của tờ San Jose Mercury News ấy, đến nhà tôi phỏng vấn năm 1993, thì tôi có nói thẳng với ông ta: tôi sẽ sống dai hơn chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Vâng. Thưa quý chị, quý em bác, là như thế này. Ngày hôm nay bên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có mừng lễ Đức Quang Thượng Trần, Quang Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, là một vị trung thần của đất nước, đã chết vì đất nước. Thì ngày hôm nay cũng như anh Lẩm ở bên Phật giáo Hòa Hảo có nhã ý mời tất cả biết ở bên này nghe Chú Thiện hồi 12 giờ đến giờ chắc là đói lắm rồi. Thành ra bên Phật giáo Hòa Hảo xin mời tất cả quý vị nào có thể qua được qua bên đó ăn cơm chay. Xin cảm ơn tất cả mọi người.